Thầy ơi, cho em hỏi cái điều kiện để vô được khóa thứ hai là sao thầy? Thì chắc tôi nói trước sẽ thông báo thôi, nhưng mà chắc nói trước với mấy bạn khóa thứ hai chắc chắn cái yêu cầu về trình độ nó sẽ cao hơn, cũng sẽ yêu cầu một số cái phần chuẩn bị, cái như là cái test để mà coi cái commitment của mình đó. Thì mấy bạn ở đây thì commitment chắc là super rồi, nhưng mà rõ ràng là có người có trình độ tốt hơn, có người trình độ ít hơn, cho nên là cái khóa sau ai mà cảm thấy không có trao đổi trực tiếp bằng tiếng Anh được đó thì rất là khó mà để theo. Thì sẽ có một cái phần bài cái video clip nhỏ nhỏ để giới thiệu, để mình coi cái khả năng nói chuyện của mấy bạn. Cái thứ nhì là sẽ có cái bài test để mình coi cái trình độ nữa, cho nên là cái đó là hai cái mà sẽ đưa ra trong cái đợt tới đó. Thì nếu bạn nào mà thấy mình vẫn còn ham muốn biết thêm phần hai nó ra sao thì chuẩn bị tinh thần. Thì cho em hỏi là học xong khóa này thì có cái certificate hay là cái gì chứng nhận gì không, hay là chỉ học để biết kiến thức vậy? Như có thông báo bước đầu tiên đó thì sẽ có cái kỳ thi cuối cuối khóa, cùng với ai mà đạt đủ cái thời gian mà tham dự đó thì nếu mà đạt cả hai thì sẽ có cái certificate của trung tâm Hoa Kỳ, thì cái đó có, nhưng mà phải ôn bài thi đủ điểm nha, chứ không phải là không phải ai tham dự cũng có certificate. À, quên nữa, có nhắn trên Facebook đó, không biết mấy bạn đọc hết không, thì có mấy bạn để rồi nè, nhưng mà sau cái bữa nay là mình thực tập kê toa mà, cho nên là mấy bạn tính tính sẽ kê thuốc gì đó thì để sau cái tên của mình, để mà khi mình gọi mấy bạn thì bạn tập cái tên, kê cái tên thuốc đó để coi là kê đúng không. Thì giống như là mình thấy Ái Thọ có bỏ insulin như nè, nhưng mà nếu mà Thọ mà chính xác hơn nữa thì phải để insulin loại gì nữa để biết kê toa cho đúng chứ. Insulin nhiều insulin lắm, insulin aspart hay là glargine hay nhiều, nhiều nhiều loại, nếu mà để thì đúng luôn. Có bạn Dung Ốc Mantin nè, Trường Ngọc Thái Nexium, để toàn để tên thương mại mà không có để tên, không ít người để tên biệt dược cũng được, không sao hết. Bên đây cũng cũng có, bên này cũng xài tên thương mại cũng có. Bùi Hương Ngọc đánh esomeprazole. Còn mấy bạn khác có sẵn sàng bỏ tên thuốc bên cạnh tên mình không? Không phải quảng cáo gì đâu, nên chỉ để mà chút nữa mình gọi tên thì mấy bạn trình bày cái thuốc mình muốn cho, rồi cái cách ra tòa làm sao thôi. Hà Phước Đông có số không, số thứ tự không, bỏ vô để chút nữa mình lên danh sách cho nó dễ. Số buổi tối đa mình có thể nghỉ trong khóa học là bao nhiêu? Em nhớ có anh chị bảo 3, có anh chị bảo 4 ạ. À, có thể Đình Vân cho nè, thì Đình Vân phụ trách trả lời chính xác câu hỏi cho bạn. Đúng ra đó mấy em là lúc đầu á là 3. Nhưng mà em nào mà qua tới giai đoạn này rồi tôi tha hết, không có. Lúc trước á thì đúng là hơi khó một chút xíu, tại vì chỉ sợ có người học bữa đực bữa cái đó. Còn bây giờ mấy em tới đây rồi thôi. Mấy em để ý là sau này tôi đâu có cho lên bảng phong thần nữa. Vâng, em hiểu rồi. Cũng tinh thần thoải mái ha, nhưng mà cũng còn bữa nay bữa mai nữa, tuần sau nữa thì thôi còn hai bữa cũng rét cho đủ rồi, cũng gần 8 giờ rồi. Hai bữa vừa rồi thì cái hướng cũng biết ha, mình sẽ gọi tên để các bạn thực tập từ 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 đầu xuống dưới, từ trên xuống dưới thôi. Bữa nay thì mình học về cái kế toán. Để mình bật cái share màn hình trước ha. Rồi mấy bạn thấy màn hình hết chưa ha?
Thế rồi mình để khi lấy cái danh sách bên cạnh rồi hôm nay thì mình học về phần medical treatment, viết tắt của treatment là TX hả? Chứ không phải Texas. Không, medicine là medical treatment here. Thì cái agenda hôm nay thì sẽ có phần warm up, cái format của một cái prescription, cái những cái mục nào thì mình cần phải có trong cái prescription. Thì cái này bên ở nước nào chắc cũng giống nhau thôi, chứ không có cái gì phải ra lại. Nhưng mà có hai cái mà mình sẽ nghĩ là các bạn sẽ cần biết để mà ghi toa cũng như là hiểu mấy cái toa bên đây là cái đường dùng, the route, là cái cách mà tại vì cái cách dùng ra làm sao á, cái frequency thường dùng ra làm sao đó. Rồi hy vọng cái phần sau thì mình sẽ dành thời gian để mà mình luyện tập practice, cũng đơn giản thôi chứ không gì hết, nhưng mà mình sẽ thử cái từ cái mức độ thấp lên mức độ cao. Nếu mà bạn nói được cái cách dùng thuốc rồi đó thì thử coi là bạn nói đối diện, nói với bệnh nhân, nói với mình như là mình bệnh nhân nè, thì chỉ cho mình cách dùng thuốc là làm sao à, thì đó là cái chương trình bữa nay. Rồi bữa nay thì có một đổi mới chút xíu. Trước khi mình bắt đầu thì mình sẽ có phần 5 phút ôn lại những cái kiến thức cũ từ trước tới giờ. Thì sao nó không có vô được hả mình? Do you log in from another device whose link section is inactive? Thì cái này nó bị trục trặc gì đây? Cái pool nó chạy không được nha Linh. Để mình thử cũng được để xem nữa ha. Yeah. Thử cái pool nào mình sẽ có chỗ. Không, nó không cái chức năng đó nó không có bật bên anh bên em được đâu. À dạ, mình là host mà. Yeah, mà không biết sao nó không có vô được. Không biết là nhưng mà bên mình bật được là mình có host mà bật được. Dạ, yeah, anh bật được không? Được, mình muốn lấy cái nào? À, thì lấy cái đầu phần ôn tập nha. Ôn tập hả? Yeah, được, có cái phần keys số 13, còn cái keys số 1 nữa. Muốn lấy cái nào? Tại mình để vô cái ôn tập khác phải không? Cái này ôn tập của mình. Ủa thì đó thì anh tưởng anh muốn làm cái phần cái bữa nay. À đi được, đây nè. Bây giờ các bạn thử nha. Cuối cùng rồi thử nha, xem nha. I'm going to stop sharing. Thấy không? Stop sharing em không? Yeah, we see. Họ thấy rồi. Cái em chọn đi. Ủa mấy người khác có thấy không em? Dạ thấy á. Thấy hết. Ok rồi. Mấy em cứ chọn, cho mấy em 2 phút để chọn. Cái này thì được nè, có em mấy thấy không? Tốc độ giảng bài ở đây. À, đó, thử đi. Tốc độ giảng bài hồi đó bây giờ, từ trước tới giờ, chúng mình đã như đây mới vô. Ok, rồi. Đó, vậy là được ha. Một cái... share result. Đúng rồi, share cho mấy em chứ tôi cũng không thấy. Em cũng không thấy luôn. Rồi, rồi thôi mình bắt đầu bài của mình ha. Rồi, thì cái phần warm up của bài này chút xíu thôi. Bao nhiêu người của mình là thường thường thì khám 10 bệnh nhân mỗi ngày.
Rồi và trong ngày thường thường để coi lại thôi, mỗi bạn thì tự ngó lại trong 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 ngày của mình khám bao nhiêu bệnh nhân. Có người khám 10, có người khám 20, 30, ở Việt Nam thì chắc khám nhiều hơn. Nhưng mà ở bên bên đây thì hiện tại ở phòng khám của mình thì bệnh nhân lớn tuổi mà, cho nên là khám có mười mấy người một ngày thôi, nhưng mà cũng hết ngày hết giờ. Hy vọng là mấy bạn khám bên kia có còn chút thời gian để mà trao đổi với bệnh nhân. Tại vì hồi đó mình khám bên Việt Nam mình cũng biết mà, nửa buổi mà khám cũng 30 người là cũng thường. Cho nên là không biết tìm ra thời gian đâu mà để nói chuyện đó. Rồi cũng coi thử là cái khi mà mình giao tiếp đó, thì mình giao tiếp với ai. Thì thường nhất là có nurse, với bạn đồng nghiệp, peers, co-workers, supervisor của mình cũng phải giao tiếp. Khi mình hỏi mời hội chẩn, specialist, thì mình cũng giao tiếp với những người đó. Và ngoài ra thì những người hỗ trợ, bên đây thì trong phòng khám mình có social worker, nhân viên xã hội, nutritionist về dinh dưỡng, PharmD mấy cô mà về dược sĩ chuyên ngành, mấy cô này cũng giỏi lắm, kê toa được luôn. Financial counselor bên đây thì bảo hiểm nó phức tạp rắc rối lắm, cho nên là chỉ phải có mấy người này để lo, chứ không là mình cũng bí luôn. Ngoài ra có những người khác nữa. Mình nói về cái anh văn giao tiếp đó, nhưng mà đối với từng đối tượng sẽ có những cái cách giao tiếp khác nhau, những cái nội dung giao tiếp khác nhau. Thì chỉ hí cho mấy bạn biết về phần tới, sắp tới, thì phần anh văn giao tiếp thì mình sẽ nói trực tiếp hơn tới những đối tượng như vậy. Còn bữa nay, trong kỳ này thì chỉ tập trung về từ chuyên môn thôi. Rồi, bây giờ vô bài học chính nè. Thì cái điều trị nội khoa thì quan trọng nhất là kê toa ha. Bên Việt Nam cũng vậy, bên đây cũng vậy. Cái ngày xưa thì mình sẽ dùng thuốc, ghi toa giấy. Sau này thì mình biết ở Sài Gòn nhiều bệnh viện lớn thì cũng ghi toa bằng máy tính rồi, nhưng mà chỉ đó ghi lại hồi xưa thôi. Thì những cái phần chính của cái toa thuốc, patient name, date of birth, cái tên thuốc, liều dùng bao nhiêu, rồi nhớ ký tên với là ghi ngày. Thì với cái bệnh án điện tử nó sẽ đơn giản nhiều, cái thủ tục này đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng mà bạn thấy cái toa này nè, biết cái toa này yêu cầu liều dùng bao nhiêu, rồi dùng trong bao, bạn nào xung phong giải thích cái toa này coi. Bùi Hương Ngọc, cái toa này nói tiếng Việt cũng được không? Bùi Hương Ngọc, cái toa này thì nó nói gì trong đây? Thứ nhất là ở cái toa này, đầu tiên là phải có tên của, về phần hành chính thì phải có tên của bệnh nhân và các đặc điểm khác nhận dạng của bệnh nhân. Và ở đây thì là ngày sinh ạ, tháng năm sinh. Tiếp theo là về đơn thuốc thì có tên của thuốc là, và 100mg ở đây là về cái liệu, trong ví dụ một viên thuốc thì có đơn vị là 100mg ấy. Còn về số, về lượng amount là lượng dùng thì là một lượng dùng là một lần là một lượng dùng đấy là ăn tháp, là một lần dùng 100mg hàm lượng này ạ. Còn về liều dùng PO nghĩa là dùng bằng đường uống ạ. Còn về cách dùng là dùng mỗi khi vào trước khi đi ngủ. Còn về số lượng dùng là 30 lần, và lần lặp lại là không phải lặp lại lần khác nữa. Rồi, cái nội dung là đúng hết rồi đó. Rồi thử coi là người thứ hai, Đào Minh Tùng nè.
Thứ hai, à, Minh Tùng, à, ví dụ như là em ghi cái tòa này cho bệnh nhân Minh đây, thì em nói là hướng dẫn dùng thuốc này ra làm sao? Thì cái thuốc này là mình sẽ uống một viên là 100 mg, uống bằng đường miệng. Cái QXS nghĩa là uống mỗi tối trước khi đi ngủ. Còn cái kia là uống trong vòng 30 ngày. Còn cái refill xong rồi gạch gọc dọc xuống thì em không biết. Cái đó là không có refill. Rồi. Dạ. Rồi thì về hiểu là hiểu. Rõ hết rồi ha. Thì nói đơn giản là đó, tôi cho ông bà anh chị cái thuốc này. Cái hàm lượng 100 mg. Ngày uống một viên. Uống thì biết là uống bằng miệng rồi ha. Nó đơn giản thôi, đừng có đôi khi mình dịch tiếng Anh và tiếng Việt mình cứ nhắc quá. Thì ngày uống viên buổi tối, tôi cho toa 30 viên uống một tháng. Hiện tại không có refill, nghĩa là cái không gạch đó là số không á, không có refill. Cho nên là nếu mà toa nào có refill thì mình hết là cứ ra hoặc mình xin mua lại, còn không có refill thì phải đi khám bác sĩ lại hoặc là phải gọi bác sĩ để refill. Rồi. Dạ. Rồi, vậy là giỏi hết trơn rồi, có bài bài, có giỏi hết rồi. Này để đỡ. Rồi, cái này thì cái toa này toa bên Việt Nam nè, thì nó cũng ghi bằng điện tử hết trơn á, cho nên là rất là rõ ràng, sau này rất là rõ ràng. Còn cái đây là cái mẫu mà để khi mà bên bên đây theo mình ra toa cho bệnh nhân đó, thì trên máy tính nó vậy, nó sẽ gửi thẳng cho pharmacy đi đây luôn, nên là đa phần bây giờ nó không in giấy nữa, nó sẽ gửi thẳng e-receipt nè, AX nè, recipient là AX ha. Thì mấy bạn thấy mấy cái pharmacy nó hay để AX là vậy đó, e-AX là nó gửi thẳng máy tính tới. Thầy ơi, cho em hỏi refill có phải là hẹn tái khám không thầy? À, không, refill là từ chối ạ. Không. Kiểu như là kiểu sáng đổ đầy chị, kiểu như là người ta mình sẽ cho mình cái hộp thuốc 30 viên á. Khi mà người ta muốn refill thì vụ mà chị đưa ra thấy người ta sẽ cho lại chị nguyên cái hộp thuốc 30 viên chị. Dạng kiểu đổ đầy á. Đúng rồi. Đúng ra ra nếu mà mình bình dịch như thế này thì dịch như em nói thì đúng rồi đó, nhưng mà đúng ra cái nghĩa đó gì là lặp lại đó, mặc dù refill cái nghĩa đó là đổ, như đổ xăng đầy phải không, với cái bình xăng cạn rồi giờ mình đút cái xăng vô mình đổ thì đây là refill, nhưng mà thuốc á tức là lặp lại đó, tại vì thế này bác sĩ sẽ nói là refill 3 tức là 3 lần lặp lại, sai mấy em hiểu cái ý nghĩa này. Thì khi mà mình cái từ dùng đó, như là mình đi mình đưa cái toa cho phòng cho pharmacy đó, thì cái động từ nó là fill the prescription đó, thì cái pharmacy sẽ đưa thuốc cho mình, thì pharmacy fill cái prescription này cho mình, thì refill là fill lại lần nữa, là làm đưa lại cái thuốc lần nữa đó, thì cái nghĩa nó là vậy. Coi như là cái ví dụ cái thuốc hồi nãy cái toa 30 ngày thôi. Cái refill em nghĩ là ở Việt Nam ít dùng ạ, cho nên là em tra từ nó không có sát nghĩa. Thế nhưng mà em tìm hiểu, em hỏi cô giáo thì cô bảo em là refill có nghĩa là số lần được mua lại đơn thuốc này. Còn ở Việt Nam thì là cái đơn thuốc có thể mua bao nhiêu lần cũng được, nhưng mà riêng ở nước ngoài thì là refill là số lần bệnh nhân được mua lại toa thuốc này, đúng không ạ? Thế nên là cái từ này khó tìm ạ. Đúng rồi, chính xác đó, cái số lần người ta pharmacy nó fill lại, pharmacy nó cho lại cái lượng thuốc đó gọi là refill. Đúng là Việt Nam ít ha, Việt Nam thì bác sĩ đa phần là không có cho refill, phải đi tái khám mỗi tháng để mà coi lại. Còn bệnh nhân thì lại khác, bệnh nhân cứ cầm cái toa rồi đi lấy thuốc bao nhiêu lần thì tùy, có khi còn cho mượn cái toa cho người khác người khác đi phiêu nữa, cho nên là cái hai cái nó hơi bệnh khác nhau. Rồi tới đây có ai có câu hỏi gì không?
Hương Thu. À, dạ, thưa thầy, em có câu hỏi là tại vì em dược sĩ thì tại vì em deal với cái vụ refill này cũng khá là nhiều. Thì ở Việt Nam mình ấy, thì bảo hiểm thì thường kể cả quy định của Bộ Y tế cái đơn chỉ có giá trị trong 5 đến 7 ngày thôi. Ví dụ như trong 5 đến 7 ngày đó bệnh nhân phải mua thuốc theo đơn của bác sĩ với số lượng cho. Và đúng là bạn nói là cũng không có refill nhiều. Hầu như là cứ bán hết đơn thì thôi, và cần tức là bệnh nhân mà cần dùng tiếp thì lại bác sĩ phải kê lại. Thì cho em hỏi là ở Mỹ thì mình có khống chế, ví dụ như bảo hiểm thì họ có khống chế là giống như Việt Nam thì em hiểu là thường một cái đơn ngoại trú chỉ được kê 30 ngày thôi à. Ngoại trừ những cái bệnh mà như bệnh mãn tính như tiểu đường thì có thể là kê dài hơn, thì không biết là ở Mỹ có bị khống chế cái thời gian như thế không ạ? Tại vì có refill thì em nghĩ là chắc cũng có nới hơn so với Việt Nam à. Dạ. Đúng rồi, bên Mỹ thì nó nói nới hơn thì cũng không chính xác lắm. Có một số bệnh mãn tính thì nó nới hơn rất là nhiều. Ví dụ như cái toa này chẳng hạn, nếu mà cho venlafaxine bệnh trầm cảm thì nó đâu có trầm cảm nửa tháng hay tháng hết đúng không? Thì mình như cho toa này là 90 ngày nè. Nếu bệnh nhân uống tương đối ổn định thì có khi mình cho 3 refill là uống 5 luôn. 90 viên là 3 tháng ha, rồi refill thêm 3 lần nữa là nguyên 1 năm luôn. Đó thì tùy. Sau khi ghi toa thì bao lâu được fill thì thường thường bây giờ sau này mình gửi thẳng tới pharmacy rồi, cho nên cái đó nó cũng không có quan trọng nhiều nữa. Nhưng mà cái ghi toa ra đó thì tùy cái loại toa, ví dụ như toa mà thuốc gây nghiện chẳng hạn, thì sau 7 ngày mà không có fill đó thì đa phần là pharmacy nó không có nó yêu cầu là phải nói lại bác sĩ, chứ không có lấy toa rồi để trong túi tới chừng nào muốn phiêu thì cũng không phải đó. Thì số nó vậy, kháng sinh thì đâu cũng cỡ như vậy đó. Nó không có du di nhiều lắm, thì việc kháng sinh cho mà tuần sau mà không phiêu thì nó khác nhiều rồi. Nhưng mà như mình nói hồi nãy đó, cái bây giờ cái thuốc nó gửi thẳng tới pharmacy, cái đó nó không có phải là vấn đề như ở bên Việt Nam nữa. Thầy ơi, cho em em hỏi, nếu mà trường hợp ví dụ như nói là review 2 lần đi thì mình có thể mình mua một lúc gấp lượng gấp 3 lần thuốc đó được không thầy, và coi như tổng là 3 lần đó thầy thì mua. Cái này thì tùy pharmacy ha. Bên đây thì đa phần là bệnh nhân có insurance, cho nên làm fill sớm quá thì nó lại bảo hiểm nó không cho, nó bắt mình trả tiền túi, mà tiền túi mắc lắm. Ngay cả ví dụ cái toa này fill 3 tháng chẳng hạn, mà tới mới uống 2 tháng rồi đi fill nữa thì bảo hiểm nó cũng cho, nó bắt phải trả tiền túi. Cho nên là ai mà có tiền túi thôi á, thì chắc là không có vấn đề gì nhiều. Nhưng mà nếu mà trả bằng bảo hiểm á, thì không được. Cái này mình xen vô một chút xíu nha, tại vì bà xã mình là làm nhà thuốc trong bệnh viện. Nội chuyên nghiệp. Là cái gì bên đây thôi, Canada thôi ha, chứ mình không biết bên Mỹ và bên Việt Nam như thế nào. Thì cái refill thường ở bên đây á là 3 tháng. Dĩ nhiên có một cái những số siêu suất đặc biệt này. Nhưng mà refill là chỉ bán một lần đó thôi. Lần thứ hai muốn đến á mà sớm hơn đó, thí dụ nói bây giờ ta muốn đi về nước thí dụ, hay là cái gì đó đi chơi hay gì đó, thì được quyền refill sớm trong vòng khoảng chừng 1 tuần tới 10 ngày thì được. Đại khái vậy. Thì claim đó dĩ nhiên là bảo hiểm, tất cả hầu hết ở đây đều có bảo hiểm hết, nhưng mà đại khái là do đó những cái quy định này. Đúng rồi, thường thường toa mà 3 tháng đó, thì nó cho refill trước 1 tuần, bên em cho refill trước 1 tuần. Còn toa mà 1 tháng đó, thì nó sát ngày hơn chút. Để cho chủ yếu là đừng có để dư thuốc nhiều quá đó, nó cũng sợ mình dư thuốc quá thì xài nó không có đúng, thì nó cái quy định bảo hiểm bên đây như vậy. Còn bên Việt Nam thì siết chặt hơn, mỗi tháng phải đi khám mới có thuốc. Cái khó bên đây á, lại Canada cái xứ cũng di dân, do nhiều người họ đi về nước, về nước họ về tới 6 tháng, đó là họ năn nỉ rồi refill 6 tháng luôn, không được. Đúng rồi. Còn một số thuốc mà gây nghiện mà mất một cái là phải có toa, phải có giấy báo cảnh sát rồi mới phiêu lại.
Rồi mình tiếp tục ha. Rồi thì cái format như hồi nãy trong trình bày trong cái phần trước thôi, sẽ có nhiều cái 10 cái mục chính. Mấy bạn y sĩ y tá hồi xưa có trước khi cho thuốc ở giường có bà trà năm đối vậy thì cũng giống kiểu kiểu này nè, cũng coi tên coi đúng ID rồi coi liều coi gì đó thì nó nằm trong đây. Mình nói về phần review hay là phần số lượng cho rồi ha, nhưng mà như mình nói hồi nãy đó thì cái mình tập trung bữa hôm nay là về cái đường dùng hay là cái cách dùng sao, chủ yếu là cái từ viết tắt của nó đó. Bây giờ thì nó ít hơn, nhưng mà hồi xưa với là một số tòa hay là trong sách đôi khi nó cũng có ghi thì mình coi để mình biết, chứ có khi người ta đưa tòa cho mình hiểu gì hết trơn thì cũng kỳ. Nhưng mà thường thường mấy cái từ này cũng tương đối thông dụng. Cái từ gốc của một số từ thì cũng không cần thiết phải biết hết đâu ha. Mấy từ nó đơn giản thì dễ rồi, nhưng một số từ nó lấy gốc từ của bên tiếng Hy Lạp hay tiếng gì đó hồi xưa thì cũng không cần phải biết hết đâu. Rồi mình tập đọc ra đây thôi, nhưng mà đôi khi đa phần một số cái người ta nói bằng cái chữ viết tắt luôn, như PO, PR, như là IMIB luôn, chứ cũng không cần phải đọc dài ra. Mà mình đây thì mình thực tập mình đọc trong đây luôn. Rồi mình sẽ đọc qua một lần ha, mấy bạn để ý rồi sau này sẽ chút nữa thực tập lại. PO dùng đường miệng, by mouth, per os, nó có nhiều cách đọc, nhưng mà thường thường mình đọc là per os, bằng miệng, per os bằng miệng. PR per rectum, IM intramuscular, trong cơ tim bắp, IV intravenous, tim mạch, tim ven, lấy ven tim mạch. ID intradermal, cái này thì cũng ít xài, chắc anh Đinh anh rành rành hơn. SC là subcutaneous, nó viết tắt là SC, nhưng mà vì cái Q nè, cutaneous cái từ đọc đó, cho nên nó cũng có khi nó viết là SQ hay là subQ, nó viết nhiều cách khác nhau thì mình biết nó cũng thứ thôi. IN là intranasal, xịt mũi. Topical mình ít thấy cái này nó ghi ra, nhưng mà sách nó ghi vậy thì mình giới thiệu thôi. Thường để topical là cái thuốc bôi. SL sublingual, thuốc ngậm dưới lưỡi. Buccal, cái này ít xài nhưng mà cũng có, để trong cái niêm mạc miệng. Rồi cái này là chắc là hiếm xài nhất. Intraperitoneal, intraperitoneal, trong màng bụng. Này thì chắc là không có bác sĩ nào kê toa cho thuốc màng bụng ha. hiếm chắc cũng có nhưng mà hiếm. Rồi giờ mình gọi tên mấy bạn đọc ha, mỗi người đọc 4 1 2 3 4 nha, cứ hai hàng đọc ngang đi ha, đọc hai hàng. Sắp tới là ai nè? Đào Minh Tùng không? Ê, Tùng rồi. Đỗ Thị Nga, đọc hai hàng trên luôn. Nghe không nghe hả? Rồi tiếp tục qua Hà Minh Trang có đó không? Có rồi. PO by mouth, peros, PR per rectum, IN intranasal, TP topical. Sửa chút xíu ha, chứ sửa ngắn bữa nay mình không có tập trung sửa nhiều, nhưng mà by mouth cái TH đọc rõ ha, by mouth. Vâng, by mouth. Rồi. Intranasal. Intranasal. Không phải nasal, intranasal. 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 Rồi. Yeah. Rồi, tới tiếp tục là Hà Thanh Nam ha. À, Thanh Nam, đọc lại hai dòng trước đi, rồi xong mình By mouth, intranasal, per rectum,
Topical. Topical. Yeah, thì có khi nó đọc nó không phải đọc by mouth, nó đọc PO, PR, nó cũng có nói phát âm thẳng ra luôn. Rồi tiếp tục là Nguyễn. Úp, em để kênh xuyên trước nha, không biết tên là gì. Số 14. Đọc hai dòng tiếp nè em. Hai dòng tiếp. Intramuscular. Intravenous. Rồi, hai. Okay. Sublingual. Buccal. Rồi, cái đầu đọc khá là intramuscular. Đây cứ là intravenous. Intravenous. Cái này là sublingual. Sublingual. Mỹ nó làm biến lắm, nó không có đọc quẹo lưỡi nhiều lắm đâu. Nhưng mà đọc rõ hơn với là cái nhấn cái trọng âm cho đúng. Sublingual and buccal. Ok, như mặt miệng. Rồi em đọc lại lần đi ha. Intramuscular, intravenous, sublingual, buccal. Rồi tiếp tục là hai nè. Số 20 phải không? Là Thanh Loan. Đọc lại hai dòng này. Hai dòng này. Intramuscular, sublingual, intravenous, buccal. Ok, yeah, intravenous. Nó hơi chữ y với mọi người. Rồi, tới ai nữa? 20, tới 21. Lê Minh Tiến. Đọc hai dòng cuối. Dạ, là intradermal, intraperitoneal, subcutaneous, and SQ, subq or subcut. Cũng là subcut, nó viết tắt lại nhưng mà đọc subcut. Rồi, đọc rõ ràng, chậm rãi, giỏi đó. Rõ. Chủ yếu không để bị lộn thôi chứ không cần phải gấp gáp gì. Rồi tới ai tiếp nè. Lê Thị Nhung ha. Dạ em ạ. Intraperitoneal, subcutaneous, SQ, subq. Okay, subcut. Intraperitoneal. Intraperitoneal. Đúng rồi đó. Intradermal, intraperitoneal, subcutaneous. SQ, subcut. Rồi. Này tinh thần thoải mái, ai cũng đọc giỏi hết. Mình thiếu một cái slide ha. Đúng rồi. Rồi cái này là tiếp tục, hồi nãy là mình đưa cái đường dùng rồi ha, cái root. Rồi bây giờ tới cái frequency. Cái này nên chỉ đưa ra một số cái tương đối là thông thường thôi, còn thực ra nó đủ cách đủ kiểu hết ha. Có thuốc xài mỗi tuần, có thuốc xài mỗi tháng hay xài hai tuần, nên là nhiều cách, nhưng mà một số cái này là tương đối thông dụng nhất. Nó có thể đọc là BID, đọc đánh vần ra luôn. Mình không có kêu từ gốc ra đây, bạn nào muốn thì thích thì cứ tra thôi, nhưng mà thực ra cũng ít xài lắm. Hoặc là nói cái BID nó tắt, hoặc là nói cái cách dùng ra twice a day, three times a day, four times a day. Và cái dạng này tương đối thông nhất, hai lần, ba lần, bốn lần mỗi ngày đó. Hồi nãy mấy bạn nói từ này rồi nè, QSS, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. QAC là mỗi lần trước mỗi bữa ăn. Rồi cái này thì bao nhiêu, cứ khoảng bao nhiêu lần, bao nhiêu giờ một lần đó. Thì Q4 hour, Q6 hour, đọc là every 4 hours, every 4 to 6 hour. Thường thường nó cũng không có nhiều dạng lắm ha, thường là mỗi 4 giờ, mỗi 6 giờ, mỗi 8 giờ, mỗi 12 giờ ha, chứ cũng ít cái nào là mỗi 10 giờ. Thì kiểu như là
nó lộn tụt phèo hết mỗi ngày, cứ 10 giờ cho một lần nó lộn tụt phèo hết, cho nên nó thường thường chỉ có mấy cái kiểu đó thôi. Nhưng mà cũng có nhiều thuốc cần ngậm dưới lưỡi, trước nữa mình có ví dụ gì đó, thì mỗi 5 phút thử cho ngậm lại thì nó thì cứ chew cái này thôi. Rồi chew week, every week, à, cũng dễ ha. À, cái này thì mình đọc cho quen miệng thôi chứ cũng không có gì quá khó khăn. Đó, thì mình cái này đọc từ trên xuống dưới thế ha. Daily, every other day, BID, đọc 5 chữ đi. TID, QID, twice a day, three times a day, four times a day. Rồi nhé ha. Tiếp tục là ai nè? Mai Nam Anh phải không? Mai Nam Anh. Đọc. Daily. Daily, every daily. Other day. BID, twice a day. TID, three times a day. QID, four times a day. Rồi cái này anh Linh hơi nhăn mặt chút xíu. Nhớ đọc từ cuối ha, hoặc là cái loa bên đây không nghe rõ lắm. Nhớ đọc rõ ha. BID twice a day. TID three times a day. And QID four times a day. Đọc lại nha. Từ từ, rõ rõ. Nhấn cuối. Cái quan trọng của tiếng Việt ráng đổi qua nhấn chữ cuối. Rõ chữ cuối. BID twice a day. TID three times a day. QID four times a day. Đọc lại three times and four times again. Three times a day. Four times a day. Chắc phải tập lại ha. Times. Thiếu chữ S em. Thiếu chữ S. Việt Nam mình nó cái này mình nói hơi chút mất thời giờ của mình quá ha. Nhưng Việt Nam mình đã để ý nha, cái chữ S có nhiều người có chữ S là không đọc S, có nhiều người không có S hết mà cứ đọc S. Ha, cái đó là quan trọng lắm. Cái thử cái này ha. Three times a day, nhưng mà nếu mà đọc nhanh nó là three times a day. Thì nó nói chữ S với chữ ở three times a day. Có thể em cứ nghĩ nó trong đầu như vậy, có thể đọc nó dễ nói hơn, nhưng không biết cách đó nó có tiện không thì không, cũng không rõ. Nhưng mà đó, twice a day, thực ra nếu mà đánh ra câu đó, đánh trong cái âm thôi, twice a day, three times a day, four times a day, đó, thì nếu mà em hình dung cách nói đó thì hy vọng là nó làm em đỡ quên. Nhưng mà nó cái bên ngoài lề chút xíu thôi ha. Hồi có gặp mấy anh Nhật á, thì mấy anh này đọc chữ S cuối cùng là quá sức là mạnh luôn. Có gặp cái anh đó như chữ yes á, thì chữ yes cuối có chữ S ha, thì anh cứ nói yes sir, yes sir. Mới đầu anh cũng nói chuyện tưởng don't call me sir, đừng nói tôi sir, không gì trơn á. Nhưng mà anh cứ yes sir, cuối cùng anh gặp mấy cô, anh cũng yes sir luôn, thì mới biết cái chữ S cuối cùng của anh đọc thành sir hết. Cho nên là đọc quá mạnh thì cũng không phải. Nhưng mà đọc cho nó đúng thì tốt nhất, đọc thiếu thì dễ lộn. Rồi, ráng tập thôi, không có gì hết. Nguyễn Như Ngọc nè, em đọc lại 5 chữ này đi, Ngọc. Daily, other day, BID, TID, BID, twice a day, TID, three times a day, QID, four times a day, PRN, as needed. Okay. Nếu mà viết ra như vậy á, thì nhớ đọc three times a day ha, three times a day cái slash này, nên đọc three times a day không thôi thì người ta không hiểu. Đó, thì cái này cũng vậy, có cái slash này nghĩa là 4 lần mỗi ngày đó thì phải four times a day. Rồi một lần nữa đi em, đọc rõ ràng từ từ không dễ. Daily, every other day, BID là twice a day, TID là three times a day. QID là four times a day. Từ từ là rõ ràng hết. Rồi tới phần này,
QAC for every meal, QHS hơi trẻ mình chút xíu, sau khi đọc every bedtime nó dễ hơn, nhưng mà QHS Q for hours, Q for and 6 hours, every 4 hours, every 4 to 6 hours, and every week. Rồi ai tới nữa nè, Nguyễn Thị Dung không em? Nguyễn Thị Dung. QRC AC AC QAC AC không em? QAC before every meal. QHS every bedtime. Q4H every 4 hours. Q4 to 6. Cái này đọc hour luôn ha, đọc hour luôn. Okay, tại vì H thực ra đóng khó, đọc khó hơn hour nữa, cho nên nếu mà nó muốn thì là kêu nó Q4 hours, thì nó không Q4H, nó khó hơn. Nó viết vậy thôi. Nhưng nó đọc là Q4 hour thì nó nói Q4 to 6 hours, every 4 to 6 hours, QWK. Nó là Q-week. Đọc Q-week, sorry ha, không nói rõ. Nó viết vậy thôi, nhưng mà nó đọc là khác. Đọc là Q-week, đọc là every week. Q-week, every week. Đó thì nó đọc vậy thì nó viết vậy thôi, nó đọc hơi khác chút xíu như cái code gì đó mà. Rồi tới ai nữa? Nguyễn Thị Ngọc không? Hay Nguyễn Thị Hồng Minh. Tới ai rồi ta? Có em ạ. Em số mấy? Thầy là em số 44 ạ. Rồi. Dạ. Sorry. Vâng. Thưa thầy là QAC before every meal, QHS every bedtime, Q4 hour, every 4 hour, Q4 hour to 6 hour, every 4 hour to 6 hour, Q week, every week. Rồi, đây chữ S ha, cứ để từ từ thôi. Every 4 hours, còn cái này thì every 4 to 6, every 4 to 6 hour. Every 4 to 6 hour. Hours. Hours. Đọc mạnh lên chút xíu đi, để mai mốt khi mình nói thì mình co lại chút là vừa. Vâng. Đọc từ từ lần nữa là 4 lần. Vâng. Lần nữa đi. QAC before every meal, QHS every bedtime, Q 4 hour every 4 hours, Q 4 hour to 6 hour, every 4 hour to 6 hours, Q week, every week. Này thì nó 4 to 6 hours luôn, nó nói chung luôn, chứ nó không có 4 hours to 6 hours. 4 tới 6 giờ đó. Vâng. Every 4 to 6 hours. Q4 hours, 6 hours. Nó không có cái hour phía sau, chứ 4 ha, cho nó gọn á. Every 4 to 6 hours. Every 4 to 6 hours. Rồi đó, thì nó đã rút gọn rồi, mình đâu có cãi kéo dài ra chi. Rồi, bây giờ để ý về cái này không phải từ chuyên môn, nhưng mà meal, em để ý về coi cái phát âm đọc lại, cái em đọc nó hơi ngắn quá. Meal, meal. Rồi, rồi cái này thì hồi nãy không có nói vô, nhưng mà dễ thôi nè, P-I-N as needed. Yeah, khi cần, vì thường thường nhất là như khi đau, khi ho, khi sốt chẳng hạn, thì PIN thì thường bác sĩ bên đây cũng hay quên là PIN as needed, nhưng mà as needed chuyện gì thì cũng phải để vô, uống thuốc giảm đau đó viên mỗi 6 tiếng, PIN pain chẳng hạn, PIN severe pain chẳng hạn, là nó để biết là cần chuyện gì. Dễ ha, PIN. Đừng có lộn với printer ha. PIN. Rồi, còn 10 phút nữa. Rồi, mình có những cái từ thường dùng, thì mình cũng có những cái từ mà nó nên tránh. Đúng ra tránh này khi mà hồi đó, khi mà tránh để khi mà viết tay thì đúng hơn.
Tại vì viết tay nó máy quá, bác sĩ mà viết máy dữ quá thì nó dễ lộn. Cho nên là chữ unit trong đơn vị nha. Thì viết máy quá nó rỡ ra đọc luôn số 0, cho nên là người ta đề nghị là viết rõ là unit luôn. Cũng vậy, IU viết nhanh quá, IU nó lộn số 10 chẳng hạn, thì nó cũng đề nghị là không dùng. QD nó cũng đề nghị là viết rõ là Q daily, Q other day, Q OD nè, very other days, cái này nãy mình học rồi ha. Cái chữ QD với Q OD này hồi xưa nó có nghĩa đó, nhưng mà dùng nó dễ bị lộn đó, cho nên là không có dùng. Cái này nói thêm ha, cái này phải cần thực tập cho nên là nói thêm thôi. Trailing zero giống như cái thời không có đề nghị, nó không có xài gì 5.0 mg có vẻ là rõ ràng, nhưng mà thực ra nó dễ lộn ha. Lỡ ai mà mắt kém đọc không thấy chữ dấu chấm cái tưởng 50 mg thì nó không chắc lắm. Cho nên là giống như thời đại 4.0 ví dụ vậy, thì trong nếu mà đem vô kê toa y khoa là chỉ có thời đại 4.0 chứ không có 4.0, không có chấm, trừ khi chấm 5.7 gì đó thì nó chấm, chứ không có 4.0 luôn này. Ngược lại thì nếu mà kỳ toa mà hàm lượng không chấm mấy đó thì phải nhớ bỏ số 0 vô cho nó rõ ràng, chứ không có chấm rồi viết số, nó người ta đọc không thấy là cũng dễ lộn, nên là không có số 0 phía sau, cũng như đừng có quên số 0 phía trước. Rồi còn cái này nữa, cái này là morphine sulfate hoặc magnesium sulfate, thì nó đề nghị là đừng có viết tắt, viết rõ ra luôn. Và ngay cả sau này nó để trên máy tính cũng vậy, nó mà cái phần mềm nó tích hợp vô rồi, nhưng mà mình như mình gõ MS chẳng hạn là nó la làng lên, là nó không nó phải chọn cái mình cái mục để mình chọn, hoặc là cái morphine sulfate là magnesium sulfate, hoặc mình gõ MgSO4 là nó tự động nó chuyển qua thành magnesium sulfate, thì sau này máy tính nó hạn chế mình sai sót. Cái này coi để biết thôi, nhưng mà không cần practice, nhưng mà cũng biết để nhớ ha, tại vì làm sai là sẽ bị rầy. Nhưng mà thầy cho em hỏi là daily, every other day nó khác nhau như nào ạ? Rồi ai trả lời câu này nè? Ai xin không trả lời câu này? Em dùng cách ngày. Đúng rồi, every other day là dùng cách ngày. Every day dùng mỗi ngày ha. Every other day thì not next day, thì next, the day after next, every other day dùng cách ngày. Đúng rồi. Nhân tiện là cũng có cái này là về văn hóa ha. Nó kể chuyện thêm vui cho nó đỡ, cho thư giãn thôi. Là nếu mình uống thuốc mỗi tuần một lần thì mình sẽ nói là every 7 days, đúng không? Every 7 days, đúng không? Nhưng mà mấy bệnh nhân mà từ bên Mexico, bên Mỹ qua đó, thì hỏi là uống cái thuốc này, uống thuốc, ví dụ uống thuốc Alendronate, thuốc loãng xương đó, uống mỗi tuần ha. Thì uống thuốc này sao? Thì mấy bà đó lại nói every 8 day. cái trong cái văn hóa thôi. Thì nó cứ đếm là ngày bữa nay ngày 1 ha. Đếm 1, 2, 4, 5, 6, 7. Tới ngày thứ 8 mới dùng lại. Cho nên người ta nói là every 8 day. Chứ không phải là every 7 days. Thì nói để hiểu. Chứ không phải là người ta dùng sai. Nhưng mà cũng có một số cái mình thấy cũng vui. Mỗi cái văn hóa nó hơi khác nhau chút xíu. Chắc là mình sắp sửa nghỉ giải lao chút xíu. Có ai có câu hỏi gì không trước khi mình vô phần sau? Dạ, với cái dấu thăng á, dấu thăng chấm không đó là mình đọc sao vậy? Giống như hot start mà nếu mình đọc. Dạ. Cái này cũng cái thay khác biệt văn hóa ha. Hồi mấy bạn hay dùng cái dấu này ở trong bài nán không? Mấy em hay dùng cái dấu này trong bài nán không? Ở Việt Nam không thể, em thấy chỗ em thì không dùng ạ. Không dùng hả? Hồi mình đi học đó thì bên Việt Nam cái dấu này dùng
với cái nghĩa là khoảng chừng. Nhưng mà qua bên đây thì có lẽ trên thế giới dùng cái nghĩa này là cái nghĩa là cái thay vì cái số, cái number, cái số đó, thì cái này nó thay vì là cái số 3, số 4, số 5 gì đó, thì nó thay bằng cái dấu thăng. Hashtag. Cái dấu thăng đó mấy em, nó tương đương với lại cái chữ number. Thay vì em viết là number 5 chẳng hạn, thì em viết dấu thăng rồi số 5. Có phải kiểu như là để đại diện số không phải? Thì kiểu là đó. Thế, nó là ký hiệu của number. Giống như hồi nãy em thấy cái zero mà có gạch chéo xuống đó. Đó là zero, nhưng mà tại người ta sợ lộn với cái ô, cái chữ ô, cái mẫu từ ô, do đó người ta gạch chéo xuống. Có nhiều cái... nó nói lại ngoài lề hay đừng nghe break. Có nhiều cái ký hiệu bên Việt Nam khác, bên đây khác. Tôi qua hồi qua tôi cũng lộn hoài. Ví dụ ở đây mà nói là, hay là tôi hôm trước tôi nói mấy em rồi đó, cancer bên Việt Nam viết chữ K phải không, K phải không, bên đây không có viết vậy, bên đây viết chữ CA, chứ viết chữ K là không ai hiểu nó là cái gì hết á. CA mà C viết hoa, A viết thường. Còn mã CA mà hai chữ viết hoa hết á, là California. Hồi nãy á, treatment là TX á, viết hoa hết là Texas. TX, đúng rồi, TX là mình viết vậy. Nhưng mà xưa mình viết là RX cũng có nữa. Yeah. Nhưng mà RX này như nó dùng remedy, ok là therapy. Remedy nhiều hơn. Đó thì có mấy cái giống như chữ sigma chẳng hạn thì nó ký hiệu cho về bệnh giang mai, rồi cái chữ P chẳng hạn ký hiệu cho bệnh thần kinh. sai thì cái đó là như là cái đọc là sai bên trong cái âm Hy Lạp, cái dấu phi đọc. Rồi trong mấy cái bệnh án đó, sau này nó viết tắt á, có nếu mà em học cái lớp sau thí dụ hay gì thì có thể có ha. Thí dụ như là chữ DX là diagnosis, là chẩn đoán phải không? Rồi HX là history, viết tắt lại hết. DX cũng vậy. DX, H. Differential diagnosis thì DDX. Viết cũng loạn xỉ lắm hả? Mình quen thôi. Nhưng mà trong y khoa mấy em cái gì không? Không biết thì hỏi, đừng có đoán. Đoán là chết nha. Đừng nên đoán nha. Hỏi. Tại cái thói quen của người Việt mình á, là hỏi gì không hiểu cũng yes hết à. Yes, yes, yes. Hỏi rồi ngồi không hiểu gì hết. Nên mà cứ yes, không nên nha. Thì có thể cái văn hóa thôi. Bên mình thì không biết thì dựa cột mà nghe vậy đó. Nhưng mà dựa cột xong người ta nói trơn, mình cứ dựa hoài, không nói được gì hết. Cho nên là nếu mà biết cái gì thì biết ít nói ít, biết nhiều nói nhiều, chứ cứ mà cứ đứng dựa cột mà nghe xong người ta nói xong ta đi đâu mất tiêu luôn, mình cứ đứng mình dựa cột hoài cũng kỳ. Nói chuyện tiếng cười lắm. Tôi có thằng em vợ đi làm trong tiệm bánh mì á, cái ông chủ hỏi gì cũng yes yes hết, cái ông đi vô cái lò bánh mì ông sửa gì á, cái nó đóng cửa lại, cái ông ở trong đó ông la quá, nó thấy sao mà mày, tại vì nó không hiểu vậy đó, cứ yes yes rồi. Có lắm cái đó cũng, mà không phải người Việt câu đâu, người nói chung người ngoại quốc, người dân nước ngoài mà ở cái những châu khác tới á, châu Âu còn đỡ, ví dụ châu Phi hay là dưới châu Mỹ, châu Nam Mỹ cũng vậy ha, là châu Á thì có những cái khó vậy. Mà cái khó, cái tệ nhất của mình, không phải cái tệ ha, mà cái mà nó người ta khó chịu nhất đối với mình là em biết cái gì không? Không trả lời. Hoặc là em nói yes, hoặc em nói no, chứ em không nói gì hết, hay là cười cười, là người ta không hiểu mình là cái gì hết đó ha. Tại vì cái mentality của cái dân ở bên Tây Phương á, là nó rõ ràng,
Còn người Á Châu mình á là phải phải giống như là dẫn ẩn dụ rồi ví von rồi gì đó, người ta không có chịu cái đó, người ta không chịu đó, cái gì ra cái đó, đó cái đó là cái mà khó nhất đối với immigrant. À, nói chung sinh viên cũng vậy, nhập cư vô cũng vậy, hay vô học cũng vậy, vẫn mang những cái thói quen như vậy đó, rất là khó. Thưa thầy cháu hỏi thầy, thưa thầy, cái trong cái tòa vừa nãy ấy, thì gần như đó là cái tòa của đơn ngoại trú, còn cái chỉ định mà để điều trị khi mình kế tòa hàng ngày, khám bệnh, kế thuốc cho điều dưỡng hoặc thực hiện hàng ngày ấy, thì em thấy có một cái vướng khi em công tác, đó là có rất là nhiều bệnh nhân thì cứ buổi sáng ví dụ như cái kháng sinh sáng 8 giờ cùng chuyên, buổi chiều là 16 giờ cùng chuyên, thì gần như là bệnh nhân nào cũng ghi là 8 giờ 16 giờ, thì vô hình chung là không đúng, bởi vì một điều dưỡng không thể làm một lúc đều 8 giờ 8 giờ 8 giờ như thế cả, nhưng mà không biết cái ấy khắc phục ở chỗ vị thầy như thế nào. Thì nó cũng vậy thôi, chỉ định y định bác sĩ ghi, rồi bên phần điều dưỡng ta làm, thì ta sẽ phân công nhau làm thôi, thì ta không có tuyệt đối đúng bon giờ đó nó mới làm, nhưng mà người ta cũng có cách người ta phân để mà không có trên giờ nhiều quá, chứ không phải ghi 18 giờ làm rồi tới 20 giờ mới làm thì cũng không phải. Một số thuốc nó đề nghị xài xét giờ. Thực ra thuốc ngoại trú cũng vậy, một số thuốc như là thuốc Parkinson chẳng hạn, nó bác sĩ thần kinh cũng sẽ ghi, đôi khi ghi giờ cố định, đề nghị cho bệnh nhân xài luôn, 6 giờ, 8 giờ, 6 giờ, 9 giờ với cách 3 tiếng chẳng hạn, ghi sẵn ra đó luôn cho bệnh nhân luôn. Chắc chắn là không có nào đúng bon chính xác rồi, nhưng mà tùy cái yêu cầu mà nó sẽ du di trong khoảng thời gian nào cho phép, thì thường thường bệnh viện nó cũng có audit mấy chuyện đó, sau này máy móc nó có hết trơn mà, cho nên cho thuốc giờ nào nó có audit được hết trơn đó, cho nên là nếu mà cho xài số nhiều quá so với cái giờ mà yêu cầu đó thì nó sẽ có được feedback lại, phản ánh lại, nhưng mà đương nhiên là bác sĩ cho giờ ói âm thật chìa quá chắc cũng không ai cho 7 giờ 58 phút gì đó cho anh xong quá. Quá ói âm thì nó cũng không phải rồi. Nhưng mà nó có cái thời gian thì nó cũng có cái pressure cho mấy bên điều dưỡng cho nó gần đúng thời gian. Dạ, em nói đó ra. Bác sĩ cho ý lên thế nhưng mà lại điều dưỡng cũng chỉ thế thôi, thì không thể thực hiện một lúc 8 giờ, có khi 8 giờ nhưng mà vì một điều dưỡng thực hiện nhiều bệnh nhân thì có cái cũng cái liều 8 giờ mà nhiều khi phải 9 giờ mới thực hiện được ấy. Thì đang phải chấp nhận thế à thầy? Em nói cái đó là nó liên quan tới cái bệnh án. Dạ. Vấn đề trung thực trong bệnh án. Dạ. Thì ví dụ tôi làm ở bên đây bệnh viện á, thì em cho cái giờ nào thì em ghi giờ đó. Chứ em không có được quyền ghi trước. Hay là em cho cái giờ thật là khác mà em làm là gì khác. Cái đó là chết. Tại vì trong cái bệnh án đó, nó đi theo đó, ví dụ có người điền này, người điền nọ đó, là em khó lắm. Tức là, tại vì ví dụ em cho cái giờ đó, ví dụ như là 8 giờ, ví dụ insulin là nhiều nhất á, mấy cái đó là cái giờ giấc nó ấy lắm ha. Mà em cứ để trước, chưa tới 8 giờ em để trước đi. Thì chưa tới 8 giờ em để rồi á, có một người khác cần cái gì á, để vô á, thì tự nhiên cái người kia để trung thất, họ 7 giờ rưỡi, sao cái dòng trước là 8 giờ và sau là 7 rưỡi. Do đó em có trễ thì em vẫn phải ghi đó như vậy. Đó là một chuyện nha. Còn chuyện thứ hai gì bệnh án bên đây đó, nó có hai cái quan niệm trái ngược nhau. Một á, quan niệm đầu tiên á, không ghi gì hết á có nghĩa là không làm. Quan niệm thứ hai á, không ghi gì hết á có nghĩa là làm tất cả. Cái gì mà không có làm nó mới ghi ra. Em hiểu thôi. Hai cái ngược với nhau như vậy đó. Cái đầu rất là khó. Không ghi gì hết là không làm á. Trời ơi, cái bệnh án nó dày đặc. Tại cái gì cũng phải ghi á. Bệnh nhân ngủ, bệnh nhân gì tứ hết là rất là mệt. Còn cái bệnh án kia đó, chỉ cái gì lạ thì mới ghi thôi. Hai cái đó là một
một cái vấn đề cũng bàn lắm, nhưng mà cái vấn đề đó là thuộc về bệnh án rồi, mình không có bàn ở đây, nhưng mà đại khái là mỗi mỗi nơi nó có một cái điều khác nhau. Nhưng mà vấn đề quan trọng nhất là bệnh án lại phải trung thực, tại vì có lúc nào đó người ta sẽ kiểm tra, người ta sẽ dí ra những cái điểm mà không trúng, như nói chẳng thà mình cho trái giờ còn hơn là mình để ghi đúng giờ mà mình không làm như vậy. Vâng, cảm ơn thầy. Với bên này thì một điều dưỡng thì phụ trách mấy bệnh nhân là thầy? Dễ lắm. Một điều dưỡng bên này á, trung bình ở cái ca ngày đó có 5-6 thôi. Bên tôi chắc là bên Việt Nam là tôi, tại bà xã tôi hồi xưa là trưởng điều dưỡng ICU bị chịu rẫy mà thì 5-6 thôi. Còn mà ICU bên đây á, một one to one, một với một. Còn ban đêm á thì khác, ban đêm á thì thí dụ một cái trại là khoảng chừng 40 bệnh á, là có khoảng chừng 2 hoặc 3 điều dưỡng, nó khác một chút xíu. Nhưng mà ban ngày ca ngày á là một từ 5-6 người, từ 5-6 bệnh. Xin cảm ơn. Thì câu hồi nãy có Thọ thì đó là cái vấn đề staffing, bao nhiêu người cho điều dưỡng cho đủ cho làm cái công việc đó, cho cái khoa mà cần có ít người quá thì điều dưỡng căng quá thì làm cũng không đúng, bệnh nhân bị ảnh hưởng. Nên cái khoa mà nhiều điều dưỡng nhiều người quá dư ra thì bệnh viện tốn tiền trả lương, cho nên là làm sao phải cân đối được, cũng phải vừa cái yêu cầu của bên nhà nước nữa. Một số cái khoa thì nó sẽ yêu cầu bao nhiêu người đó, thì có tỷ lệ thì nó có nhiều cái. Cái khó của mình Việt Nam á là cái thu nhập thấp quá, em thấy không? Thí dụ cái điều dưỡng bên đây á, trung bình á, một năm người ta lãnh từ 6-80.000 đô la, do đó người ta dư sức, không phải người ta không có lo cái chuyện mà phải cơm áo gạo tiền chạy tới chạy lui. Còn bên mình nó khó quá, do đó không giải quyết được vấn đề đó là mình khó nói lắm, đúng không? Người ta cũng phải công chuyện này, do đó cũng khó. Tôi thấy là lương bên bác sĩ đã tệ rồi, điều dưỡng còn tệ hơn nữa. Nó là cái bài toán chung của cả nước. Không, mình không dám bàn vô, nhưng mà nó rất là khó. Rồi, thư giãn xong ha, chuẩn bị cho phần sau. Rồi, cái này thì mình lướt qua thôi. Cái phần này mình không có tập trung vô bữa nay. Để mà order cái test, thì mình điều trị mà. Điều trị đâu chỉ là chỉ ghi toa đó, đúng không? Mình điều trị, mình phải theo dõi. Không phải chỉ test để chẩn đoán ban đầu mà còn phải theo dõi phía sau nữa chứ. Cho nên là nói chung là điều trị thì không phải chỉ kê thuốc thôi. Thì order test bên đây, bên Việt Nam chắc cũng có rồi, hồi đó mình cũng thấy. Nhưng có cái tờ giấy xong có mấy cái test sẵn rồi, cứ đánh test nào đánh vô, đánh vô. Thì trong computer nó cũng vậy. Hoặc là mình có nó ra cái list, cái bảng để mình chọn. Hoặc là nó mình đánh bài từ vô nó pop ra cái list để mình chọn. Thì nói chung là cho test thì nó dễ, nó mình chỉ tương tác với cái máy thôi chứ cũng không phải tương tác với ai nhiều. Đương nhiên là cho cái test nào đó mà nó không có rõ ràng hoặc là có vấn đề gì đó thì bên cái phòng lab nó sẽ gọi, nó hỏi mình lại. Về chẩn đoán hình ảnh đó, thì thường mình cũng phải ghi ra một chút xíu là mình muốn coi cái gì đó chứ không phải chụp cái chân cho tôi thì nó đè ra chỗ cái chân. Vấn đề bên đây, bên Việt Nam thì chắc bây giờ chắc cũng vậy. Hồi đó là chỉ ra kết quả thôi xong đưa lại cho bác sĩ ưng đọc sao đọc. Bên đây thì nó có cái bộ phận radiologist để nó đọc kết quả cho bác sĩ luôn. Cho nên là ví dụ bệnh nhân té chẳng hạn, rồi đau cái vai chẳng hạn, cái phần trên vai chẳng hạn, thì mình sẽ nói bệnh nhân té bên ghi cái dòng ghi dòng đó bên cạnh mình x-ray shoulder lab, rồi để vô bệnh nhân té mấy bữa rồi, đau vai, kiểm tra cái thứ loại trừ gãy xương chẳng hạn đó, thì mình sẽ ghi vô đó thì nó sẽ giúp cho bên radiologist người ta hướng chẩn đoán rõ hơn, người ta coi tập trung cái phần nào hơn.
đừng để cho chụp cái té chụp cái tay không thôi thì nó khó cho mình chuyển nó hình ảnh. Rồi sau này nữa nếu mà mình có cái ca nào về hình ảnh mà mình muốn coi thêm hoặc là mình coi mình thấy nó không có đúng ý mình lắm chẳng hạn thì mình có thể gọi điện thoại để mình trao đổi với specialist thì đó là cũng cái dạng communication nhưng mà cái đó ngoài cái chương trình bữa này cũng nói thêm thôi. Cái này thì chắc là không có thời gian thực tập cái này nhưng mà điều trị cũng vậy, mình đâu chỉ ghi toa đâu ha, mình phải hướng dẫn cho bệnh nhân nữa. Ngoài việc hướng dẫn ta uống thuốc ra sao là cái cơ bản mình sẽ nói bên này, mình cũng phải hướng dẫn cho bệnh nhân một số cái tình trạng thông thường nữa. Ví dụ như bệnh nhân táo bón chẳng hạn thì đâu ghi toa thuốc làm mềm phân đưa bệnh nhân không đâu, thực ra cũng phải hướng dẫn là uống nước 4 ly 6 ly 8 ly nước mỗi ngày tùy cái cơ địa bệnh nhân, rồi ăn thêm nhiều chất xơ, có khi có cái lít sẵn để đưa bệnh nhân thì có một số cái, rồi bệnh nhân bị phù chân sao, bệnh nhân ngứa sao gì gì đó thì một số cái thường gặp đó mình phải có mấy cái stump speech mấy cái câu nói, mấy cái bài nói ngắn ngắn đó để hướng dẫn bệnh nhân. Thì cũng có list ở đây mấy cái nguồn mà tương đối thông dụng với là cũng tương đối uy tín để mấy bạn tham khảo để coi up to date cái phần mà patient information thì nó miễn phí. Rồi cái cũng vậy, cái tập sang nội khoa cũng có cái phần patient information miễn phí, nó cũng rất là hay. Rồi mấy cái medical society, cancer, rheumatology, cái nào cũng có một cái section cho bệnh nhân hết á, thì mình chịu khó mình tìm hiểu, mình rút ra một cái ý nhỏ nhỏ thôi thì mình nói cho nó rõ ràng. Rồi mấy cái website mà chính của chính phủ CDC, NHS của UK nó cũng có rất nhiều thông tin trên đó. Có khi mình cái nào mình ít thấy mình mò lên mấy cái này mình in ra luôn nữa. Nó có mấy cái PDF file sẵn mình in ra đưa bệnh nhân luôn đó. Nhưng mấy bài tập vai chẳng hạn thì nó có sẵn thế đó. Rất là hay. Rồi cái này là một số câu mẫu ha. Hy vọng mình đọc qua được một lần rồi xong rồi mình có thời gian để mình đọc mấy cái thuốc mấy bạn đem vô. Mình sẽ để đề nghị mấy bạn ha, là để ý một số cái phần mà mình nói cái đường dùng với là cái frequency ha, cái root với cái frequency thì rõ rồi ha. Nhưng mà mấy bạn để ý coi cái cách động từ nó xài ra làm sao. Apply nhiều thuốc hoa là mình xài apply. Thuốc uống thì ta take, thuốc tiêm thì thuốc tiêm thuốc truyền đó, này thuốc truyền thì infuse, cái thuốc mà thuốc đặc để put, rồi cái này thì thuốc tiêm dưới da nè, insulin hệ thọ nè thì inject, cái này thì không phải được dùng thường nhưng mà cũng kê luôn, cái này shampoo dầu gội đầu. Cái này hơi mắc cười chút xíu nhưng mà đây cũng là cái loại kê toa luôn thì cái này hơi ngoại lệ nhưng mà apply bỏ lên gội trên đầu, cho web scout trong đầu ướt bỏ lên. Thuốc nhỏ thì placed bỏ nhỏ vô. Cái này thì thuốc topical thì người apply. Cái thuốc này anh biết thuốc này có gì không anh nhiều. Này thuốc gì đây? Nicotine, cái này là cái nicotine, cái kẹo nicotine đó, kẹo mà để giúp mấy người càng nghiện thuốc lá đó. Thì cái này, đó cái từ này là hơi khó đọc chứ nữa mình practice sao? Thì cái thuốc mà miệng thì các dùng đơn giản thôi, đừng có nghĩ cầu kỳ quá ha, nhai nuốt ngậm gì đó thì đừng có lo nhiều quá, thì use là thường dùng. Rồi khi này ngậm dưới lưỡi nè thì cái từ nó dissolve, nằm cho tan dưới lưỡi. Thuốc uống hay tech đó, thì mấy dòng từ cũng tương đối đơn giản thôi chứ không phải sợ gì nhiều ha, không biết là phải nói bệnh nhân
dùng sao uống hay là nuốt hay là gì gì đó thì nó phức tạp, nhưng mà chỉ có một số động từ rất là cơ bản thôi. Rồi thì đâu rồi cái list của mình đã mất tiêu rồi. Mình sẽ đọc qua một lượt ha, nhưng mà để biết mấy bạn biết thôi, rồi xong rồi mình sẽ đọc những cái, mình sẽ tập những cái thuốc mà mấy bạn đem tới. Tới số mấy rồi ta? 45 ha mấy. Dạ. 45. Rồi, Latrimazone 1% cream. Apply one up applicator full topically twice a day. Okay. Rồi, clotrimazone 1% cream twice a day, đọc giỏi rồi ha, topically cũng giỏi rồi. Cái này từ từ ha, nó từ one applicator full, năm từ nha, Mỹ nó cũng ngán á, nhưng mà mình đọc từ từ ha. Applicator full. Applicator full, đúng rồi. Dextroamphetamine, amphetamine 30 milligram tablet, take one tablet by mouth one time a day to avoid insomnia. Last daily dose should be given no less than 6 hours before retiring. Ok, rồi cái này thì chắc là mình để chút xíu cái từ này thì cứ từ từ thôi, đừng có dễ, đừng có lo quá ha. Amphetamine, cái này mình biết rồi ha, cái này là cái thuốc amphetamine, cũng không quan trọng cái thuốc lắm, nhưng mà cứ đọc từ từ thôi. Amphetamine, extra amphetamine, retro amphetamine. Rồi cái này là insomnia, mất ngủ insomnia. Đó. Insomnia. Insomnia. Còn cái này là retiring. Retiring. Không phải nghỉ hưu đâu ha. Cái này retiring là trước khi nghỉ ngơi đó. Nhưng trước khi đi ngủ á. Cái nó dùng cái từ vậy thôi. Cho hiểu ý là vậy. So to avoid insomnia, last daily dose should be given no less than 6 hours before retiring. Nó thì đó thì cái mục tiêu bữa nay là mình tập những cái câu rất là thông dụng, những cái rất là bình thường để mà khi mà mình kê toa. Cho nên là mình chỉ đọc qua cái toàn từ bình thường thôi, nhưng mà đọc qua để mấy bạn biết, để mai mốt mà có hướng dẫn cho bệnh nhân thì cũng không có quá ngỡ ngàng, không quá lo lắng. Rồi đọc lại nữa. Chắc là đọc cái phần này thôi, cái tên thuốc không quan trọng lắm đâu, cái tên thuốc thì đổi thuốc mỗi lần, nhưng mà đọc cái cách này đi. Take one tablet by mouth one time a day to avoid insomnia. Last daily dose should be given no less than 6 hours before retiring. Less, not least, not no less than 6 hours. No less than 6 hours before retiring. Rồi, bạn sau Thảo là 46 nè, Nguyễn Thị Thanh Hiền. Đọc lại. Thầy ơi, thầy bỏ qua số 42 ạ. Ủa, 42, sorry. Dành quyền lợi, đúng rồi. Không có để người ta lấy của mình. Rồi, em đọc hai câu này đi ha. Em thấy apply one applicatophone topically try a day. Rồi, applicatophone topically twice a day. Có nghe chữ sờ ra, twice a day, đúng rồi. Applicatophone là cái dụng cụ này, cái kem nó có cái dụng cụ để mà đưa vào trong sao cái này nó mất cái bỏ vô đâu rồi? Ủa sao nó copy thiếu mất rồi?
topically twice a day. Thì cái này nó topical nhưng mà nó sẽ có cái dụng cụ để đo cái lượng bao nhiêu đó. Thì cái này cái applicator thì cái này là cái muỗng hay cái dụng cụ đo lượng. Thì applicator full là bỏ đầy cái muỗng đó để mình lượng cái lượng đó thì mình apply vô. Thì cái danh từ applicator full là đầy cái muỗng đó. À, thì nghĩa là vậy thôi. Rồi, cái phần sau nè. Take one tablet by mouth one time a day to avoid insomnia. Last daily dose should be given no less than 6 hours before retiring. Rồi. Cái này nghĩa là sao? uống một viên một lần một ngày. Cái gì mất ngủ à? Để tránh mất ngủ ha, avoid tránh mất ngủ. Dạ. Last daily dose. Liều hàng ngày thì không được quá 6 tiếng trước khi đi nghỉ. Rồi, không ăn nào uống. Gần đúng nhưng mà thành ra nó hơi sai. Rồi. Số 4 mấy sắp tới giúp bạn nè. 46 hả? Hay là 47? Số 46 á. 46, rồi. À, 46. À, em hiểu, bạn hiểu đúng không em? Ừ, em dịch lại theo ý hiểu của em rồi. Ừ. À, em hiểu sao? Em hiểu sao? Có nghĩa là cái dòng thứ hai này á, có nghĩa là uống cái này viên thuốc này để là một viên một lần một ngày ạ, và để tránh mất ngủ thì cái liều cuối cùng mình dùng thì lên được là uống, có nghĩa là trước khi mà mình nghỉ ngơi là trước đấy 6 giờ để tránh bị mất ngủ ạ. Thì cái ý đúng là vậy đó. Cái này nó uống 1000 lần thôi cho nên nó để last daily dose thì cũng hơi confusing chút xíu ha. Nhưng mà uống nhiều lần thì nó dễ hiểu hơn, ví dụ uống 3 lần chẳng hạn thì cái last daily dose, cái liều thứ 3 đó, cái liều trong ngày thôi, là daily. It should be given no less, cái này đúng là cũng không có cũng dễ confuse. Nếu mà giả đò bỏ cái chino đi ha, so it should be given less than 6 hours before retiring, là trong vòng 6 giờ trước khi ngủ ha. Nhưng mà có chữ no vô nữa thì nó uống, đừng có uống gần lúc ngủ quá, uống trước khi ngủ là không, phải. Cái thằng này nó giết tầm xàm quá. Tại vì nguyên tắc, tôi còn đương đọc cuốn sách về y khoa tiếng Anh á, viết phải viết cho nó sáng sủa rõ ràng, cái người này viết không có sáng sủa ha. Thay vì no less thì đầy more, thì nó rõ hơn, khi xong no less nó hơi kỳ kỳ. Cái này là trong cái software to thuốc trong cái của Epic. Tại vì mấy người đó cũng phải học nữa, phải học viết nữa chứ không phải. Yeah. Đó thì nhưng mà đó thì nó viết vậy mình hiểu đúng để mình hướng dẫn cho bệnh nhân. No less than thì gặp thì nếu mà hình hơi confused thì cứ bỏ bớt một chút đi xong để mình coi cái này sao. Mà ý này vậy đó, đừng có uống gần khi ngủ quá, uống gần quá mất ngủ. Cho nên là 6 giờ trở lên. Rồi. Ủa mà em đọc chưa ha? Cái số 46 em đọc chưa? Đọc hai câu này em. Dạ vâng. Apply one applicator topically twice a day. Take one tablet by mouth one time a day. To avoid insomnia, last daily dose should be given no less than 6 hours before retiring. Rồi, nó có, bắt đầu có cái intonation. Rồi, cái này apply ha, không phải apply. Cái sau cái danh từ nó applicator thì nó là ly, nhưng mà cái động từ là apply one applicator cool. Rồi đó thì đó, bắt trước bạn ha, bắt đầu có lên giọng xuống giọng chút xíu cho nó hay. Rồi tiếp tục nè, số mấy đây, 46, 47 phải không? 47, Nguyễn Thị, Anh Thủy. Yeah. In first,
15 minutes intravenously, one time for one dose. Put one each in the vagina daily at bedtime. Infuse 50. Cái này thì cái này thì anh Vinh anh Vân kinh nghiệm sao? Cái này hay lắm. Cái này hay lắm. Bình thường hôm qua mình cứ lộn hoài à ha. Đúng ra nếu mình phát âm thật các mấy em thì mấy em phải đọc là milliliter, đúng không? Nhưng mà nó đọc bên đây á, tại vì mình đi bệnh viện nha, nó đọc là mil, nó khó chịu lắm ha. Không phải là milk là cái sữa phải không, meal là cái bữa ăn phải không, coi là meal ở cái miệng đó, nó xè ra một chút xíu mà meal đó là millilit đó. Nhưng mà nếu mà mình sợ mình không, nó không rõ thì đọc là milliliter thì dễ nhất, chứ mà m l là đó ít người hiểu lắm, m l là đọc là meal hoặc là milliliter. Yeah, nhưng mà cái này như anh ở với bạn tay xét ra xem kẻ mấy em thấy cái cột kế bên không, dextrose là gì, em nào trả lời? Là đường dextrose thì đường 10% ạ, đường ạ, đường 10% ạ, gluco 10% ạ. Đúng rồi, tại bên Việt Nam mình trước đây mình ghi là glucose, chắc thời tôi quá, thời tôi là thời 70 mấy 80 đó, là không có đề glucose mà đề glucosa, tại theo tiếng Liên Xô đó, glucosa. Bên đây thì không bao giờ chữ glucose, dextrose. Ok. Rồi, thôi xong. Dạ thầy, thì còn chữ MCG ở dưới nữa thì là gì ạ? Microgram. Đoán đi em. Quên chưa kịp cho đoán. Microgram. Hồi xưa nó viết chữ mu nhưng mà sau này nó bỏ hết. Yeah. Cái chữ mu đó nó lộn với chữ u á, chữ u của mình á, giờ đó nó để mcg là mc là micro. Nhưng mà nếu mà đọc mà người ta không hiểu thì tôi chi cũng phải đánh vần ra. Yeah. đúng ra cái trick của mình là mình nếu mà mình sợ người ta không hiểu á, mình nói thành nguyên chữ luôn là không lộn gì hết. Microgram mình đọc MCG nó cũng hiểu, nhưng mà nhiều khi nó ngớ ra tại vì ít xài nữa. Thế thì em nghĩ cái đường ấy glucose dextrose ấy là đường 30% thôi ạ. Đường gì em? Cái đường mà infuse 50 mu intravenously one time for one dose thì em nghĩ cái đường ấy là đường 30% để cái phản đồ này nó dùng. Đúng rồi, em nói chung trong cấp cứu hạ đường huyết thì đường khoảng 15 gram đường thì em nghĩ là 50 mu khoảng đường 30%. Đúng rồi, được ưu trương em. Chứ là tại vì cái lượng như thế 50 thì chẳng ăn nhầm gì với lại tới 5% hết, đúng không? Dạ. Thầy ơi, em tưởng là nếu cô kê dextro thì thường thường các bác sĩ sẽ viết là dextro 5% hoặc là dextro 10% hay 30% chứ ạ? Ừ, đúng. Ừ, đúng rồi. Cái này thì có nồng độ, đúng rồi. Đúng rồi. Thì giống như cái này, cái strand đó thì có. Cái này thì nó khi mình copy nó rớt trong mục tiêu rồi. Nhưng mà tập trung vào phần này thôi ha. Còn phần bên đây mình coi thêm cho biết thôi. Đừng tập trung quá bên này. Cái này tại mình copy nó mất. Đúng rồi, thì chắc chắn phải biết cái hàm lượng đường bao nhiêu chứ đâu biết, nếu không biết cái này cho cái này thôi vô cũng không có nghĩa gì hết trơn. Rồi nhận xét và chính xác. Rồi ai đọc cái chữ này coi nè, số máy này 49. Estradiol. Stradio. Rồi, giỏi rồi. Rồi, đọc câu này đi em. So put one each in the vagina daily at bedtime. Rồi, quá giỏi ha. Đọc cái từ ba cái hôm bữa nói ba cái từ kia. Quá giỏi.
Mình mới đọc có một câu à, một câu này rồi đọc câu ngắn vừa đọc câu nào dài nè. Insulin 70 per 30 100 milliliter injection subs. So inject 20 units subcutaneously under the skin every morning before breakfast and 10 units every evening before dinner. Ok. Nhà hồi nãy mình nói không có xài cái u nè, là cái bên phần viết tay ha. Còn khi mà nó in ra rồi thì có chỗ cũng u di, nó cũng in chữ u. Nhưng mà khi viết tay thì không có kê chữ u. Còn thực ra mình xài thì khi mình đánh máy cũng vậy. Này mình đánh máy chữ u cái tự động nó đổi ra thành units luôn. Nên đôi khi nó tự động quá, nhưng mà mình đánh chữ for loop chẳng hạn, viết tắt f u chẳng hạn, thì nó đổi ra f unit. Nó cũng hơi bị trật vã chút xíu. Nhưng mà đừng có lo chuyện này. Này injection, cái này là suspension, cái nhũ tương, nhũ tương suspension. Nhưng mà đừng lo chuyện này quá, mình tập trung mình này thôi. Inject 20 units subcutaneously. Có thể mình giải nghĩa cho mình under the skin ha. Every morning before breakfast and 10 units every evening before dinner. Rồi, hồi nãy em đọc có chữ nào thấy hơi chưa trúng lắm, em đọc lại lần nữa nha. Inject 20 units subcutaneously under the skin every morning before breakfast and 10 units every evening before dinner. Giỏi. Rồi Nguyễn Thị Vân An 49 nè. Em mới đọc xong. Ôi, sorry. 53 Nguyễn Tấn Huy. Dạ anh Huy. Rồi em đọc lại câu này. Inject 20 units subcutaneously under the skin every morning before breakfast and 10 units before every evening before dinner. Okay. Rồi đọc tiếp câu kết luận. Cái này không có popular lắm hả? Đọc lần thôi cho biết. Apply 5 to 10 ml to wet scalp. Later leave on 3 to 5 minutes and rinse. Apply twice weekly for 2 to 4 weeks. Rồi nghĩa là sao? nghĩa thứ nhỉ? Thì là tức là dùng 5 đến 10 ml. Em chưa hiểu về cái chỗ wet scalp. Ai giúp bạn nè, ai giúp bạn cái này nghĩa dịch nghĩa là sao, hướng dẫn cái này dùng cái dầu gội đầu này dùng sao? Không phải là mình dùng khoảng từ 5 đến 10 ml trên da đầu ướt, sau đó mình xoa rồi để 3 đến 5 phút, sau đó là mình gội đi, rồi sau dùng 2 lần hàng tuần trong 2 đến 4 tuần. Đúng rồi. So đó thì mình bỏ 5 tới 10 cc ha, mình tiếng Việt mình chắc cc xài quen hơn nếu mình nói tiếng Việt. Bỏ lên da đầu ha. Rồi xong rồi later ngồi đó, rồi xong rồi mình để nó 5 tới 3 5 phút rồi xong mình xả, thì giống như gội đầu thôi chứ cũng không có gì quá kỳ bí. Thì thường gội đầu mình dùng từ gì ha, mình bỏ dầu đó lên xong rồi mình cào cào ha, nói chung là nó làm cho nó thấm vô trong cái chân tóc á, rồi để đó một chút, thay vì mình xối nước liền mình để đó một chút xíu rồi mình gội ha, thì cái ý nó chỉ là vậy thôi. Cái từ này thì mấy em đọc là sao, mình hãy đọc sao quên rồi. Em thấy là later. Later, nhấn đọc là later. Later. Không biết chắc cũng thế người không có, thế là cũng có người đọc later, nó dễ lộn, nhưng mà như nhấn đọc later. Mới check lại đọc later. Later. Rồi cái này không có popular lắm mà, thì nói để biết để giải thích thôi, chứ không có quá tập trung cái này. Rồi em đọc hai cái câu tiếp đi.
Em thấy là place one drop in both eyes twice a day. Next one is apply two gram topically as needed. Rồi dễ lộn ha, bên mình thì đọc hay đọc gram ha, bên này gram, 2 grams. Nhưng mà để ý nữa đọc có chữ, nếu đọc ra đọc cái chữ s, 2 grams topically as needed. Thì đã thuốc nhỏ mắt ha, thì mình nói nhỏ gì đó, nhưng mà cái này chỉ là place thôi, chứ cũng không có gì phải phức tạp lắm. Nó bỏ 2 giọt vô trong mắt, một giọt trong hai mắt, một giọt vô mỗi mắt, 2 lần mỗi ngày. Rồi, ai tiếp nè? 53 em. Em mới đọc xong này. Rồi, 56. 56. Dạ. Place one drop in both eyes twice a day. Apply 2 gram topically as needed. Thả lỏng ha các bạn, cái miệng em cái lưỡi nó hơi căng thẳng quá. Place one drop in both eyes twice a day. Từ từ đọc lại đi. Place one drop in both eyes twice a day. Rồi chắc là phải để về nhà để ý đọc cái chữ th cuối ha, both eyes, both, yeah. Đọc both. Đó. Eyes, both eyes, twice a day. Tính là cái này nhiều cái tụi em phụ âm cuối ha, cho nên là cũng thấy dễ mà hơi khó chút. Yeah. One drop in both eyes twice a day. Rồi đọc lại cái này đi. Này apply nha, không apply, apply. Yeah. Apply 2 gram topically as needed. Apply 2 grams topically. As needed. Apply 2 gram topically as needed. Cái này hơi thiếu ha. 2 gram nếu mà ghi đủ là as needed for cái gì đó ha. Thì ví dụ cái này là lidocaine, thì cái thuốc tê để bôi ngoài da. Thì đó thì as needed for like burning, for itching, for gì đó thì mình phải đúng ra trong cái tòa ghi rõ ràng á, thì phải cho cái gì đó thôi, hoặc gì đó. Rồi. Thấy dễ mà cái chuyện không dễ ha. Rồi gần hết rồi. Nè cái câu này khó nè. Số mấy đây? 58 phải không? Use one lozenge by mouth every 1 to 2 hours as needed for cravings. Do not bite or chew. Max 5 lozenges. Every 6 hours and 20 lozenges per day. Do not smoke while using nicotine lozenge. Ok, cái này khó ha. Cái từ đầu tiên mà lozenges. Từ này nè, không biết bật lớn lớn cho em để coi cái Google động sao? Lozenges. Đó, nó nhấn từ đầu tiên ha. Lozenges, lozenges. Cái điểm của em á là cái chữ chữ z đó em đọc là ring. Không phải cái đó là cái quan trọng nhất đó. Lozenges. Yeah. Lozenges. Yeah, lozenges. Cái này khó không vậy ha? Phải practice một hồi mới đọc cũng tạm tạm xong nó cũng. Nhưng mà ít nhất là phải bỏ cái chữ r đi, phải đổi thành chữ z mới được. Yeah, lo nhấn chữ đầu ha, để nhấn chúng ta chữ z. Lozenge. Yes. Right. Yes. Good. Lozenge. Lozenge, và chữ cuối cùng G. Lozenge. Lozenge. Cuối cùng là chữ G ha. Nên chữ G đó mình đọc chữ G. Lozenge. Lozenge. Đó, thì nó hơi khó. Mà số nhiều nữa nha.
Yeah, cheese. Số nhiều gì đây? Lard and cheese. Rồi cái này thì mình biết là nó khó để mình từ mình tập thôi chứ không bữa nay không có tập hết. Nhưng mà đó thì biết cái đó. Rồi cái thứ nào vô lớp luyện âm tôi á thì tôi dẫn mấy cái này cho nhiễm luôn. Chồng mềm luôn. Rồi cái này thì dễ hơn nè. Cái này em đọc làm sao? I don't know. Ủa, em đọc ra mà. Nicotine nè. Nicotine. Yeah. Nicotine lozenge. 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 Nhấn từ đầu ha. Rồi cái này có cho nên để bạn khác thử coi ha. Rồi số 59 Phạm Thị Vân Anh. Use one lozenge by mouth every 1 to 2 hours as needed for cravings. Do not bite or chew. Max of 5 lozenges for every 6 hours and 20 lozenges a day. Do not smoke while using nicotine lozenges. Rồi thì về practice cái đọc lại hàng nhớ là chỉ vào bữa nay thì chắc nhớ những vận động lozenge. Cái quẹt mình nhấn thứ sau ha, nhưng mà để nhấn phần đầu ha, nhấn phần đầu lozenge. Giờ đó đó mà em rờ cái cổ mà em thấy nó rung lên là mới trúng. Không là chưa trúng. Rồi rồi cứ tập ha. Rồi cái phần em nói thì những người khác nói khá tốt ha, nhưng mà nếu mà để về cái ngữ âm á thì nhớ đi xuống giọng cái cuối câu ha. Do not bite or chew. Do not bite or chew xuống âm này. Rồi đó thì cuối câu xuống âm thì nó hay hơn. Phần khác chỉ có từ này nó hơi khó, hơi lạ, hơi hiếm gặp thì nó hơi phức tạp xíu thôi. Nhưng mà để ý cái ngữ âm cái xíu luôn. Rồi 60. Đọc lại cái này thêm lần nữa thôi rồi mình qua phần hai câu cuối. You want use one lozenge by mouth every 1 to 2 hours and needed for cravings. Do not bite or chew. Max 5 lozenges every 6 hours and 20 lozenges per day. Do not smoke while using nicotine lozenges. Okay, nicotine. Okay. Right, em đọc thực ra đọc rất là rõ ràng đó chứ. Như thế là cái trick đó mấy em. Ha, nhiều khi mình đọc không phát âm không chuẩn của từ nó đó, thì ít nhất mình cũng phải làm cho nó hiểu. Thì em bảo làm cái này rất hay. Ha, đọc cái chữ đó đớt thiệt, nhưng mà nghe là hiểu liền. Đó, thì đó thì cái trọng âm với ngữ âm rất là quan trọng ha. Rồi từ từ mình cứ tập từ từ, mỗi ngày mình hoàn thiện kỹ năng của mình lên thôi. Chưa nữa mình đây hỏi cho mấy em cái craving của mấy em biết là gì không? Craving. Dạ khi thèm thuốc đó thầy. Hút thuốc người ta rất là thèm hút thuốc phải không? Thầy ai thắc không? Rồi khi thèm thuốc ha, nếu mà nghiện cái khác như là thiện thuốc phiện mà từ bình dân đi vã thiếu thuốc đó, hay hay là lúc đói bụng đó em đói bụng mà em ăn một cái gì á, thí dụ ăn mắm tôm hay gì say vậy cái thì craving luôn. Ok rồi nhớ hai cái thuốc này thì không có cắn, không có chew sẽ cho nó tan ra từ từ. Maximum là 20 mỗi ngày, thì cái dose này cũng khá cao ha. Thì em thấy là từ 1 đến 2 viên mỗi giờ mà. Cho nên là xài 20 viên mỗi ngày thì như là 1 viên 2 tiếng thì chắc người này cũng nghiện dữ lắm, cho nên phải xài liều cao như vậy. Cái đó chắc là hút 20 điếu á. Do thế bằng 20 viên đó. Nhưng mà có người hút 2 gói, 3 gói một ngày cũng khá ghê. Rồi còn hai câu cuối nè, hai câu cuối dễ hơn nè. Tới số 61. Ủa, đâu số 61 chạy mất đi rồi. Dạ.
dissolve. Dissolve one tablet under the tongue for chest pain. May repeat in 5 minutes to a maximum of 3 doses. Call 911 if pain is not relieved. Rồi, đi sửa chút xíu một số cái ha để it's not relieved. Yeah, dissolves là tan, đọc tablet, không phải table ha, đọc cái a ha, tablet. Under the tongue for chest pain. Rồi cái này thì hồi nãy nói ha, có khi là lặp lại sau 5 phút nữa chứ không phải lặp lại mỗi mấy giờ ha, thì repeat in 5 minutes to the maximum of. Còn số nhiều của dose là doses ha, 3 doses. Rồi 911 là cái thường lắm ha, chứ nên nhớ đọc liền ha, call 911 chứ call 9 rồi xong rồi 1 nữa thì bà con hơi bị bất ngờ. Cho nên là nếu mà bên đây thì nhớ đọc 911, cái này nó popular lắm, cho nên thành cái cụm từ, kiểu như cái danh từ luôn cũng được nữa, 911. Yeah, if pain's not relieved. Nếu mà thiếu is trong đây cũng được, pain is not relieved cũng được. Chắc là cái đây cái phần mềm nó viết tắt cho nên là nó bỏ mất chữ is. Rồi đọc lại cho em cái câu này nó hơi trúc trắc chút xíu, đọc lại thế này. This over one tablet under the tongue for chest pain. May repeat in 5 minutes to a maximum of 3 doses. Call 911 if pain not relieved. Nhớ ha, doses. Rồi, đọc tiếp câu sau lên em, nhưng mà còn về phải tập lại nha. Vâng. Đọc tiếp câu sau. Take one tablet by mouth one time a day. Nên đọc chữ A đó, take one tablet by mouth one time a day. Cứ đọc từ từ ha, rồi cái từ nó nhuyễn hơn thôi chứ không sao hết. Tại vì mấy mốt mình kê toa thì mình sẽ kê toa rất là thường, rất là nhiều mà, cho nên là phải làm hỏi thì nó quen thôi. Chứ chọn mấy câu ngắn ngắn trước, đừng chọn câu dài, chọn câu ngắn ngắn trước. Đọc one time a day quen rồi ha, by mouth one time a day, one tablet by mouth one time a day, rồi yeah, cứ từ từ nói nó từ thôi. Rồi số 69 đọc hai câu nào là đi cần hứng thú là dissolve one tablet under the tongue for chest pain, may repeat in 5 minutes to a maximum of 2 doses. Call 911 if pain not relieved. Take one tablet by mouth one time a day. Thì có để cái mấy âm cuối đó ha, nhưng mà còn hơi nhẹ, ráng khi mình practice ráng đọc mạnh hơn chút xíu. Rồi đọc một lần nữa các. Dissolve one tablet under the tongue for chest pain. May repeat in 5 minutes to a maximum of 3 doses. Call 911 if pain not relieved. Take one tablet by mouth one time a day. em có phải là người Nam không? Dạ em đúng rồi, em người Nam ạ. Lý do tại sao? Tại cái chữ repeat thì em đọc repeat thì giống như là bánh ít hay là ít đó. Còn người Bắc thì sẽ rất là eat, phải không? Em nhớ cái chỗ đó nha, repeat chứ không phải repeat ha, repeat. Okay.
dissolve nha, đọc cũng được ha. Có vẻ người Nam ít đọc mấy cái âm cuối hơn. nhưng mà cứ mình biết cái chỗ nào mình yếu thì mình cứ tập thôi. Rồi sắp tới phần hấp dẫn hơn. Mọi người sẵn sàng cái thuốc của mình chưa? Úp, mình còn thiếu hả? À, hết rồi phải không? Hết rồi. Oh, còn, sorry, còn 3 cái nữa. Còn 3 cái nữa. Rồi, gần hết giờ rồi. Chắc là không có, chắc đọc qua thêm xíu ha. Rồi chắc để mấy người đang đem thuốc vô nè, ráng để practice một vài cái thuốc. Mình đọc qua thêm mấy bạn về coi lại ha. Cái này là thuốc nhét hậu môn nè. Thì cũng không phải là cần tìm động từ nhét gì cho nó phức tạp ha. Cứ put, đặt vô. Cái này chắc cái liều nhỏ hay sao nó kêu put hai lần, bỏ thành hai viên lần. Thường nhét viên thôi chứ chắc cái này hơi lộn gì đó rồi. Thường nhét viên thôi. Suppositories, cái viên nhét hormone in the rectum every 6 hours as needed for nausea or vomiting. Put, chắc là one ha, two hay hơi confusing. Không biết có ai đấy không. Put one suppositories in the rectum every 6 hours as needed for nausea or vomiting. Rồi cái này thì cái thuốc kem thôi, mình biết rồi. Applied 1 gram topically twice a day. Cái này là cái vaccine nè, vaccine này ngừa shingle, giờ leo vaccine. Inject, đọc thì mình đọc 0.5 ha, nhưng mà viết là 0.5 hoặc là đọc 0.5 cũng được, nhưng mà thường nếu nó nói thì nó 0.5 cũng được ha. Inject 0.5 ml intramuscularly one time. Cái này là cái high dose mà, nên là administered as a two dose series at zero and 2 to 6 months for one dose. Cái này là dư nè, one dose. Rồi cái này dễ thôi. Rồi mình còn mấy phút nữa, chắc là bạn nào xung phong giới thiệu cái thuốc mình đi. 70 thuốc của em, thuốc gì vậy em? Wolfstan ạ. Thuốc đó thuốc gì vậy? Nó là thuốc của cao lạc sơn ạ. Bác rào em hơi ồn. Thuốc em là xài sao nè? Nó giống như kiểu là giảm ho với cả dễ chịu hơn cho các bạn bé ấy. Rồi, vậy nếu mà em nói thuốc em bằng tiếng Anh thì em hướng dẫn là sao? Take by mouth 2.5 ml per time, 2 times per day, for meal, morning and dinner. Cái background hơi sao? Bạn sắp tới chắc là bỏ vào cái chat box cái cách dùng bằng cái từ viết tắt thử thế ha, rồi xong rồi mình nói là đúng không? Em nói lại cái cách dùng cái thuốc Puspan của em được không? Take by mouth 2.5 ml per time, 2 times per day, after meal, morning and dinner. Rồi, thì cái đó cũng rõ ràng ha, nó hơi dư chút xíu. Take by mouth 2.5 ml, phải không? 2.5 ml phải không? Để hỏi thứ bệnh nhân có hiểu không nè. Hai lần mỗi ngày sau khi ăn phải không? Bệnh nhân hiểu đúng không vậy em? Hello, chào Hòa Bình, chạy lắm kêu rồi. Chắc quên một chuyện rồi. Rồi tiếp tục Trần Thu Phương, thuốc của em sàng sao đây? Em thấy thuốc của em là ophthalmic solution. Thuốc của em hả?
Rồi. Level glucosamine heart rate 0.5%. Rồi, em thử nó dùng sao nè, rồi để coi cái bạn kế có hiểu đúng em thuốc em dùng không. Rồi em nói bằng tiếng Anh thử cho bạn kế hiểu đúng không? Place one drop in the both eyes 3 times a day within 7 days. Ok. Số 43, hiểu bạn cho thuốc làm sao em nói tiếng Việt thử đúng không? 73 chứ bình luận. 73 không? 73, 83. 83. 73 của em sau bạn 72 là em số 73. Ông nghe thì em thấy là bạn ấy có kê là thuốc nhỏ mắt. Mình sẽ nhỏ mỗi bên mắt 3 lần mỗi ngày và trong vòng 7 ngày. Đúng không em? Đúng không? Bạn nhỏ mắt đúng không? Thiếu là nhỏ một giọt ạ. Thiếu nhỏ một giọt. Rồi, đã nhớ có nhỏ một giọt ha. Bệnh nhân này quên cái dù nhỏ một giọt. Rồi, rồi vậy số 73 em thuốc em uống sao nè? I prescribe Nexium for the patient. You should take one tablet daily, 30 minutes before breakfast for the best effect. Rồi, để trước khi hỏi bạn 83 thì nhớ để ý cái chữ S cuối ha, 30 minutes. Before breakfast. Rồi, để tái vào bạn cho thuốc uống sao vậy em? Nguyễn Quế Trân. Quế Trân. Quế Trân. Không trả lời. 89 Bùi Thị Thanh Tuyền. Mẹ em nghe thầy. Bạn vui lòng nói lại dùm. Okay. You should take one tablet daily, 30 minutes before breakfast for the best effect. Một viên một ngày trong 30 phút trước ăn sáng là khúc đầu, còn khúc cuối chưa nghe. Một viên một ngày, 30 phút trước ăn sáng là khúc đầu bạn nói gì? Thì giải thích lần nữa cái nè. Đúng không bạn? Giải thích tiếng Anh lần nữa cái thứ cái rõ ràng. Mình nhân còn thiếu chút xíu nè. Còn thiếu chút xíu kìa. Phút sau nha, ok. Take one tablet daily 30 minutes before breakfast for the best effect. Bác em rõ hơn. Nhưng mà Ngọc Thái nói rất tốt. Nói là cái là hiểu liền. Tại mấy em biết sao khi mà mới nói về chiếc đài tra lệnh đó mấy em phải ngừng và nhanh nha, cái chỗ chứ mà nói ào ào á cái người nghe y lệnh người ta không nắm được ha, thì Thái nói rất tốt, ngừng cái nào gãy thế nào. Ok. Nhưng mà nếu nhiều bạn chưa hiểu khúc cuối thì em đổi lại sao cho bạn dễ hiểu thôi. To maximize the effect. Ok, good. The effect, effect là cái... Vì Thái nói là the best, phải không? Best effect. Thì, tại vì cái lần đầu tiên em nuốt cái S đi, do đó nó, người ta không nghe được. Cái chỗ đó phải nhả cái S ra rõ hơn. Ok. Nghĩa là uống một viên một ngày, 30 phút trước ăn sáng để cho hiệu quả tốt nhất. Good. Rồi đó, bác sĩ cho toa bệnh nhân hiểu rồi nè, đó từ từ hiểu trên rồi nè. Rồi Quế Trân, em có thuốc nào để cho toa cho Phan Thị Lưu không? Không rồi. Quế Trân chạy mất tiêu rồi, không chịu làm bác sĩ hả? Tại cuối giờ, cái đó phải cho đầu giờ trúng hơn. Rồi Phan Thị Lưu, Donet Brazil nè, số 1 chuẩn bị nha, coi thử là bác sĩ cho toa gì uống sao nha. I have medication Donet Brazil 5 mg. You should take one tablet by mouth once a day. Bùi Hương Ngọc, em ơi,
Nghe em ơi, cái tên thuốc là cái thứ phát âm khó nhất trong trong của mình. Nhiều khi em phải vô cái web đó là drops.com á để em nghe cái phát âm lại. Có những cái thuốc tôi đây cũng vậy, tôi đi qua đây á, cái thuốc đó là bên Việt Nam mình xài nhiều lắm, nhưng qua đây nó nói là mình nghe không nổi. Của em là gì? Dinepacil, phải không? Dinepacil. Hay là vậy là đọc là Dinepacil hay Dinepacil hay Dinepacil thì tôi biết chắc là Dinepacil. Nhưng mà cái âm nó khác. Giống như em biết cái acetaminophen Việt Nam mình bên đây để đọc cái gì không? Acetaminophen. Thì đó nó khác hẳn, mình nghe không có acetaminophen. Nó khó lắm. Do đó là cái phát âm, mà cái phát âm thuốc lộn á là người nghe sẽ lộn. Đúng không? Làm gì làm cái phát âm thuốc phải rõ ràng ra. Yeah. Thank you. Rồi, đó thì nó muốn mấy bạn đang thuốc vô thì check trước là vậy đó, cho tự tin hơn. Thuốc mình mà, thuốc mình kê toa mà, cho nên đọc là tròn nepazil ha, nhấn cái thần âm thứ nhì ha, tròn nepazil. Nhưng mà rồi bác sĩ Lưu kê toa lại cho bệnh nhân số 1 Bùi Hương Ngọc, có thử là bệnh nhân nghe hiểu uống thuốc sao không nè? Yeah, you take one tablet by mouth daily. Bùi Hương Ngọc, em hiểu uống thuốc là sao không? Uống một viên một lần trong hàng ngày ạ. Viên một lần. Vâng. Có dặn dò gì tác dụng phụ thuốc này không em? Cái này ngoài lệ một xíu. Maybe you have some I don't know. Yeah, cái dễ nhất là nó upset, may cause some stomach upset. Một số thuốc mà nó tương đối, nó có số tác dụng phụ mà tương đối thường gặp hơn thì nó cũng để ý. Giống như một số thuốc nó uống mà dễ gây buồn ngủ chẳng hạn, đó thì cũng phải để kèm vô luôn, chứ đừng có quên nói rồi mất công bệnh nhân bị gì đó thì còn khó. Cái thuốc này thì nó dễ bị gây upset stomach, làm có gì bệnh nhân bị sụt cân đó, cho nên là mấy thuốc này để ý. Đó thì cho thuốc là ngoài cái việc cho thuốc uống sao rồi thì cũng phải để ý warning bệnh nhân thêm đó. Ngoài cái đó ngoài lệ cho nên là không tịch. Rồi Bùi Hương Ngọc, thuốc của em uống sao nè? Rồi Đào Minh Tùng chuẩn bị, bệnh nhân Đào Minh Tùng chuẩn bị nghe thử hiểu không? Esomeprazole 20 mg one tab take one tab by mouth daily 30 minutes before breakfast to prevent gastritis. Thêm thông tin rồi, có thêm từ chuyên môn nữa, có thêm terminology nữa. Tùng hiểu bệnh bác sĩ dặn gì không nè? Đào Minh Tùng. Ủa, không có hả? Rồi Đỗ Thị Nga. Hello. Cái này là thuốc dùng một ngày sau một lần ngày trong bữa, sau bữa ăn để tránh cái việc viêm loét dạ dày. Bác sĩ dặn sao bệnh nhân nghe lộn rồi, bác sĩ dặn lại. Take by mouth one tab before 30 minutes before breakfast. Dạ. Vậy thì em nghe nhầm thành là nó phải là trước bữa ăn 30 phút. Một rồi. Viên trước bữa ăn sáng 30 phút. Đúng rồi, đó, để ý bác sĩ ha, nếu mà nghe không chắc là phải hỏi bác sĩ lại liền. Nhưng bác sĩ cho thuốc cái dose bao nhiêu em nhớ không? 20
em cho liều 20 mg để dự phòng thôi ạ. Rồi thì cái thuốc này có dose 40 nữa ha, cho nên là mình nhân nghe để biết kỹ ha. Rồi vậy bệnh nhân Đỗ Thị Nga, em thuốc gì để kê toa cho Hà Minh Trang nè? Hà Minh Trang sẵn sàng nha. La Thanh Loan cũng để ý, lỡ mà Hà Minh Trang không có đó. Conversing 5 mg take by mouth one tablet after meal 30 minutes every day. Cái này bệnh nhân hỏi nha, bệnh nhân hỏi không hiểu hỏi lại, hỏi bác sĩ ơi, hỏi tiếng Anh được không? À Minh Trang, nếu mà em nghe em không hiểu em hỏi lại làm sao? À Minh Trang có đó hả? La Thanh Loan em có đó không? Dạ có. Rồi em La Thanh Loan, em hiểu bác sĩ nói gì không? Còn nếu chưa hiểu thì hỏi bác sĩ lại, bác sĩ nói lại giùm. Rồi. Câu này là bác sĩ dặn là Covaxin 5 mg dùng một viên sau bữa ăn 30 phút dùng mỗi ngày. Bác sĩ dặn là after meal thì em không rõ là bữa nào. Rồi bác sĩ dặn lại thứ coi thì bác sĩ mình nhân hiểu ra sao này. Dạ, Covaxin 5 mg take by mouth 30 minutes before the meal in the morning, before meal in the morning, every day. Đẹp chưa? Rồi ạ, dùng buổi sáng, sau ăn 30 phút. In the morning thì cũng được ha, thì thường các bạn ta hay dùng breakfast thôi, nhưng mà đôi khi chúng ta cũng có bệnh nhân ta dậy 10 giờ 1 giờ sáng dậy, cho nên là cũng có trường hợp bệnh nhân nói dùng breakfast mà tôi có ăn trưa thì tôi không ăn sáng thì có khi bác sĩ phải nói rõ ràng là ăn trong buổi sáng hoặc là ăn buổi đầu tiên gì đó, nếu mà bệnh nhân hơi khắc cớ chút xíu đó thì đó cũng có, nhưng mà cũng ít thôi. Thường thường nếu buổi sáng thì có breakfast. Cũng hơi quá giờ ha, một người nữa thôi ha. Sorry mấy bạn khác đem thuốc vô mà chưa có được cơ hội để kê toa. Để coi Mai Nam Anh nè, Metformin nè, Metformin vui nè. Metformin em kê toa làm sao, với là dặn dò bệnh nhân sao, tác dụng phụ thường nhất? Take Metformin 500 mg by mouth two times per day before. Chính vậy thì ai trả lời? 36. 36. Nguyễn Duy Ngọc. Tại sao không có hả? Mình quay Nguyễn Duy Ngọc rồi. Bác sĩ cho tôi ăn sao vậy em? Thưa thầy, là bác sĩ cho toa là metformin là một viên 500 mg, uống một viên một ngày, uống một viên một lần và hai lần một ngày ạ. Đúng không bác sĩ? Nói được sau bữa ăn ạ. Thì cho đúng không? Bác không nói. Take metformin 500 mg three times hai lần một ngày. Three times per day before meal, by mouth. Thì sau bữa ăn 30 phút ạ? 3 lần một ngày ạ, sau ăn. Bác sĩ phải giải thích cho bệnh nhân nghe, đâu có nói tiếng Việt. how can you give metformin 3 times a day? Usually just once or twice a day. Mình biết gì không? 3 times a day. Nói về technique. Cũng có thường thường thì cũng không ít dùng, thường dùng hai lần một ngày để cho nó dễ. Nice. Cũng có khi bệnh nhân người ta report nếu mà upset stomach là diarrhea gì đó thì cũng có khi em thử ba lần một ngày, nhưng mà popular là hai lần một ngày thì dễ nhất.
Đó, thì bệnh nhân bác sĩ cho toa mà hơi khác thường chút xíu thì nhớ nhớ nhận rằng rõ ha, bệnh nhân nghe trật lất rồi kìa. nó thì đúng là xài hai lần một ngày, thường nhất một lần ngày, hai lần ngày. Có khi nếu mà dùng 3 viên thì buổi sáng 2 viên, tối 1 viên chẳng hạn, cho nó dễ thôi. Nhưng cái này là quality rồi, cái này là quyền của bác sĩ rồi. Bác sĩ khác không có xíu vô. Nhưng mà đó thì đó là như vậy. Nhưng mà bác sĩ không dặn dò bệnh nhân tác dụng phụ thường gặp hả? Lỡ bệnh nhân về uống thuốc xong rồi chê bác sĩ rồi bác sĩ khác à, không dặn trước chê bác sĩ à, bác sĩ dặn dò gì thuốc này không? Control blood sugar level, em nghĩ là phải kiểm soát cả đường huyết nữa, bởi vì cái này là hạ đường huyết, mà nếu như không dặn người ta uống mà nó quá liều, nó bị hạ đường huyết ạ. Đúng rồi, cái ta nói như trong năm cái thuốc mà dễ gây tác dụng phụ nhất để vô bệnh viện vô cấp cứu á, là có hai thứ là thuốc hạ đường huyết với hai thứ là thuốc chống đông hợp tích kết tụ tiểu cầu và gây xuất huyết tiêu hóa. Cho nên là nhà dặn bệnh cho bệnh nhân thuốc tiểu đường nói chung thì để ý mấy cái triệu chứng hạ đường huyết. Cream và metformin thì dễ có triệu chứng tiêu hóa gây tiêu chảy như đó, thì nhớ dặn bệnh nhân trước, chứ không bệnh nhân thấy bác sĩ cho toa về đi xón trong vùng đâm ra dặn bác sĩ. Rồi còn ai có hứng thú tiếp không, hay là mình nghỉ ở đây để mấy bạn đi nghỉ cuối tuần. Chị còn hỏi một câu ạ. Rồi có một cái từ là bolus, phải giải thích rõ hơn. Bolus từ ra sao em bolus bolus vâng bolus. Rồi bạn nào xung phong trả lời cho bạn nè. Cái từ này là thêm ạ, giả sử như là mình dùng morphine chẳng hạn, người ta xong mình thêm liều ạ, thêm là như thế ạ. Mà dùng tăng thêm cái liều thêm ngoài cái liều mà đã cho trước rồi ạ. Giả sử như là ngày 3 lần thì có thể thêm một liều lần nữa là thành 4 ạ. Em thì em nghĩ khác ạ. Bolus thường mình sẽ dùng trong IV bolus ấy, giống như là liều tải ạ. Và sau đó mình sẽ có liều duy trì là MD phía sau. Thì đó mình cái cách mình hiểu cũng vậy. Bolus sẽ cho cái liều nạp, liều tải, cái liều ban đầu lên để cho nó nâng cái nồng độ sẵn trong máu lên đó. Chứ không được, nếu mà cứ cho cái liều thường thì nó cứ lên từ từ thì nó mất cái thời gian đầu. Thì cái bolus thì mình hiểu cũng vậy. Còn cho liều thêm bổ sung thì không biết là dùng từ gì ha. Không có rõ. Extra dose hay gì đó chứ không phải bolus cho cái liều nạp, liều tải ban đầu. Em thấy ở chỗ em thì là giả sử bác sĩ cho liều làm để giảm đau cho bệnh nhân chẳng hạn, thì nếu như mà cho nhà morphine là 3 lần một ngày rồi, nhưng mà vẫn nếu như người ta vẫn cần và vẫn đau thì vẫn có thể thêm một liều nữa, thì cái liều đấy gọi là bolus, thì thêm một lần nữa. Ở chỗ em thì lại thế ạ. Đúng ra cái ý nghĩa cái bolus là giống như là cái cú đấm vậy. Nó là một cú đấm. Thì thường thường là mới cho ra là cho một cái vô cái liều tải như mình nói á, cho nó lên một cái chút xíu. Còn trong trường hợp như em Ngọc nói đó, thì đúng ra thì dù như là cái một phiên nó liều nó bình như thế, cái level, cái nồng độ của máu nó vậy, thì giờ bolus một cái đang cho nó nâng cái nồng độ nó lên, nó là như một cái cú đấm vậy thôi. Nhưng mà thường bolus là nhồi á, đúng là nhồi á, thì nhồi đó có thể nhồi đầu tiên nhồi hoặc là giữa chừng nhồi cũng có. Thì có thể là cái này mình không chắc lắm nè, cho nên cũng không nói đúng hay sai, nhưng mà có thể là cái ý của bác sĩ mà ở cho chỗ em là vậy đó, có thể là ta nghĩ cái đô nó chưa có đủ đó, thì người ta quyết định cho một cái liều để mà nó nhồi cho nó lên, thì cái mục tiêu là nó cái tăng cái đô lên cho nó vừa cái tăng cái đô lên sớm để cho cái ngưỡng trung bình nó cao hơn, cái nồng độ trong máu nó cao hơn đó. Thì là cái mục tiêu của bolus, chứ không phải là bolus từng đợt thì có lẽ không có đúng lắm.
nghĩ là vậy, mà để check lại cho chắc ăn. Thế cái này thì ở trên khoa em có dùng ạ. Cái này bình thường như chạy giảm đau PCA cho bệnh nhân ấy thì bọn em sẽ có liều bolus ban đầu. Đúng rồi, thì có là liều bolus ban đầu, nhưng mà nếu cái liều sau đó là liều duy trì rồi. Nhân phải về khoa phòng rồi. Dạ. Thì về khoa phòng rồi đâu có nói xài bolus sau đó nữa đúng không? Không có rồi ạ, tại vì cái máy này của bọn em nó sẽ chạy 3 ngày rồi ạ. Tại vì như thế này nè, nhưng mình không biết như vậy trong cái máy PCA đó, cái máy mà tự giảm tự đau đó, thì đúng lúc rồi đó, đó bệnh nhân bấm cái nút đó là nắm bút đó là nút bolus. Tức đúng rồi, đúng rồi. Định là thí dụ như là một giờ nó có hai liều, ha? Vâng. Thì có thể có quyền có bolus mà trong một cái giới hạn nào đó. Đó. Tức rồi. Là nói chung cái nghĩa nó là nhồi thì nhồi có thể là nhồi lúc đầu mà có thể nhồi trong lúc mà vâng. Cái tức là tăng liều thêm để cho hiệu quả lên nhé. Còn thì cái nghĩa là vậy. Đó là vô trong mạng nghiên cứu lại vẫn coi vậy đó. Nhưng mà bolus rõ ràng trong máy PCA là nó có chữ bolus. Vâng. Mình bấm vào. Vâng. Thầy Vân giải thích như vậy là đúng đấy. Bọn em cũng đang dùng như thế ạ. Rồi. Em cảm ơn. Thầy cho hỏi cái lịch thi bởi vì cuối tuần sau là mình học buổi cuối rồi đúng không? Rồi có xếp đây này. Cả cái lịch thi ạ. Thi hả? Học xong mình thi luôn. Thi là tuần sau là em học với bác sĩ Win là dạ. Cái buổi cuối cùng. Thì tới một tuần nữa em mới thi. Thì thi cũng y cái ngày đó, thay vì ngày đó vô học thì mấy em vô Facebook tôi cũng cho cái link mấy em thi, mà thi kỳ này là một tiếng đồng hồ. Đúng không? 50 câu, một tiếng đồng hồ. Xong rồi đó là mấy em, sau khi mấy em nộp hết rồi đó, tôi sẽ báo kết quả cho mấy em. Thì mấy em cộng lại tất cả cái đó đó. Mà 80 á, là chắc ăn là em được chứng chỉ. Còn bây giờ tôi đương xét, thì dù từ 75 đến 80 thì như thế nào thì tôi đương xét. Nhưng mà 80 cộng lại hết, 80 là chắc ăn. Còn lễ phát bằng hay gì á thì chúng tôi sẽ bàn với lại đại sứ quán lại nữa. Cái đó chắc mấy em, tôi nghĩ mấy em cũng không cần, mấy em chỉ cần cái chứng chỉ thôi. Với là thật sự là mấy em cần cái khả năng để mấy em phải có cái tự tin khi mà mấy em có chứng chỉ, tức là mấy em đã pass cái kỳ thi, tức là mấy em có một cái trình độ chắc chắn rồi, không có thể nào mà không biết gì hết mà đậu được, phải không? Thầy ơi, lễ phát bằng là cũng cần đó thầy, quan trọng lắm. Dạ. Thầy. Phát bằng tại cái kẹt là online, còn không biết là đại sứ quán có thể, nếu nhờ thì có đại sứ quán có thể tập hợp ở đó cũng được. Tại vì mấy em chỉ còn lại khoảng, tôi nghĩ là tối đa là 50, phải không? Tại 50 chứ còn rớt mấy người nữa, còn lại bốn mấy, thì đủ sức để cho đại sứ quán tổ chức. Đại sứ quán tổ chức tụi em sẵn sàng bay từ từ Sài Gòn qua thôi không nổi rồi cái đó. Để tính lại ok rồi thầy cho em hỏi cái này, nếu thi thì là có ôn thi không ạ? Hả, thì sao em nói sao không? Thầy thế thì nhầm, thầy có cho bọn em đề cương để ôn thi không ạ thầy? Như thế này, hôm trước tôi đã nói lại nhiều lần nghe em, cái thi cuối cùng là 50 câu. Thì trong đó là 25 câu đó là nằm trong cái 4 bài mà học cuối. Thấy không? Còn 25 câu còn lại đó là tôi sẽ lấy những cái câu hỏi mà em thi cái midterm 1 và midterm 2 trở lại. Có thể thay đổi, nhưng mà thay đổi chút đỉnh vì nội dung thôi. Nhưng mà nội dung là vậy. Cho nên mấy em đã pass được cái midterm 1 và midterm 2 đó, là kể như là mấy em đã được 25 câu nữa rồi, đúng không? Bây giờ em chỉ còn 25 câu, thì 25 câu đó, 25 câu đó là những cái bài sau đó, là phần nửa là của bài sau, còn phần nửa là những cái bài mà mình đã thi rồi. Ok, rõ chưa? Cũng đừng có lo lắm ha, thì thường cái này cũng tập trung những cái rất là thông dụng, chứ không phải cho câu nào kỳ bí hết đâu, cho nên là đừng có quá lo, nếu mà có để ý, có tập trung thì đa phần chắc là làm được hết ha. Thường như thế này, cái câu của mấy em á là thường thường là mấy em học thì chúng tôi mới hỏi,
Còn những câu mà mấy em không thấy học gì hết đó, thì mấy em dùng cái phương pháp loại suy. Thì cái này thường thường mấy cái câu này thường là Dr. Win hoặc là Sarah là ưa cho những cái kiểu này. Thì mấy em không hiểu thì em loại nó ra. Nhiều khi em được cái đáp án là vậy. Cái mục tiêu thì đúng là cái từ y khoa nó nhiều, đâu có bao giờ kể cho hết ha. Với là trong từng lĩnh vực của mình nó có vô số từ khác nữa. Có thể mình làm về tiêu hóa chẳng hạn, thì mấy cái từ bên nhi chẳng hạn thì mình đâu cần xài, nhưng mà mình phải tự đào sâu cái phần bên từ tiêu hóa của mình. Thì hy vọng là cũng cung cấp cho mấy bạn đó cái cách mà làm sao biết ra từ gốc, hay mình cứ tra trong cái etymology, nó biết ra cái từ gốc từ ra sao thì mình học thêm, rồi coi cách đọc nó ra sao, mình bỏ vô cái software nó đọc ra sao, mình tập thôi, chứ không có sách vở nào dạy hết được hết. Thì bên cạnh một số từ cơ bản cho mấy bạn tự tin, thì cái quan trọng nhất hy vọng là qua cái lớp này thì mấy bạn biết được cái cách để mình tự mình đào tạo thêm, tự mình học thêm, thì cái đó là cái quan trọng nhất. Ok, rồi. Gì nữa không? Buổi cưới còn lưu luyến mà chưa muốn chia tay hả? còn gặp Win nữa mà. Còn gặp mà, không sao. Rồi trên Facebook có message, có cần gì thì cứ hỏi cho nó. Thầy ơi, thầy cho em hỏi trong cái y lệnh kê đơn ấy, thì cho em hỏi là phần hoạt chất với lại phần biệt dược đó thầy. Thì ở Mỹ là mình sẽ kê song song hoạt chất và mở ngoặc tên biệt dược hay sao ạ? Cái này thì em chỉ cần kê một cái thôi. Thường thường bên đây thì tại vì anh làm trong cái county hospital, cho nên là thuốc mà biệt dược thì đang nó mắc tiền hơn insurance, nó thường nó không trả. Nhưng mà một số cái nào đó mà muốn kê đúng như mà mình ghi á, thì nó có cái option nó để là DAW là dispense as written. Ví dụ anh muốn kê cái toa đó, muốn pharmacy nó phải cho đúng như là cái tên em cho đó, thì nó sẽ anh phải đánh cái option đó vô. Cũng phải giải thích là tại sao mình kê đúng cái biệt dược, cái biệt dược đó, cái tên thuốc đó, chứ không phải là chỉ kê. Nếu em đánh bình thường không thôi đó, thì nó sẽ tự động automatically nó convert qua cái thuốc mà generic. Cho nên là em muốn kê cũng được, nhưng mà phải giải thích lý do, chứ không là nó lại gửi ngược với em, bắt em giải thích nữa thì không tốn mất công tốn thời giờ chứ không gì hết. Nhưng mà vẫn có thể ghi được nếu mà em có lý do chính đáng là bệnh nhân muốn cái thuốc nào. Dạ em cảm ơn thầy. Với cho em hỏi nữa là liên quan đến khóa sau á, tại vì hôm trước thầy Vân có nói là dùng cho bác sĩ, tại vì em là dược sĩ nhưng mà em làm dược lâm sàng, thì thường ở bệnh viện em đôi khi em cũng phải trình một ca bệnh á. Dĩ nhiên là em sẽ tập trung vào phần điều trị nhiều hơn, thì không biết là em có thể tham gia vào khóa sau á. Dĩ nhiên là em cũng phải tham gia cái step đầu vào như thầy nói á. Nhưng mà thầy có thể mở rộng đối tượng tham gia, ví dụ như bạn nào có nhu cầu mà pass được cái test thì có thể tham gia được không ạ? Mình trả lại đi, tại cái này là mình học bác sĩ mà. Thì chắc chắn là hồi nãy có nói với bạn nào biết đó, thì đúng là nó sẽ có yêu cầu về commitment quan trọng, yêu cầu về chuyên môn, về khả năng anh văn quan trọng. Và đương nhiên là mấy bạn của lớp được thầy Vân giới thiệu là chúng sẽ có một phần ưu tiên. Thì có những bạn khá trong lớp này đi lên, cho nên là nếu mà commitment bạn theo tới em theo tới đây là chắc chắn commitment là rất là tốt rồi đó. Hy vọng em đạt được điểm pass của cái test, thì cái đó là gần như là có khả năng là em sẽ được lớp sau. Phải có bonus cho lớp này chứ ha, đúng không? Đúng. Gà nhà có phải có ưu tiên chứ. Lúc nào cũng ưu tiên lớp này, đúng ra tại cái lớp này là cái lớp mà cơ bản để mấy em đi lên. Chỉ là những người không, chúng tôi không nhận á, là tại vì chúng tôi nhận xét không đủ khả năng thì là vô thì sẽ kéo cái lớp xuống không. Do đó cái em nào mà có đủ trình độ mình thấy là có thể đi theo được thì chúng tôi sẵn sàng cho mấy em vào thôi. Dĩ nhiên là nó phải cũng phải thi à. Thi lại tiếng Anh rồi còn phải phỏng vấn nữa. Tại nói mà cái lớp này là lớp sau là lớp nói chứ không phải là lớp nghe với viết, đúng không?
Ok. Định định chia tay con tuần nữa không sao? Thì hợp lại tuần sau. Rồi thôi nha, buồn ngủ quá rồi. Ngày cuối tuần vui vẻ ha. Vâng, em chào các thầy ạ. Chúc các thầy vui vẻ. Chào mọi người. Ok ạ. Rồi. Thế này ạ.